chương 1420, dạy làm người. Thứ nhất trên người Lăng Hàn không có chút khí thức cường giả, thứ hai nếu như hắn là cường giả, hà tất xin dựa vào cha của nàng. Nhưng sự thực là bảy người nam tử đội khăn càng ngày càng loạn, rốt cục ngươi đánh ta một quyền, tạo anh ngươi một trường, nghiêm trọng nhất thậm chí còn bị chém một đao, cái bụng cũng phá tan rồi. Lần này, bọn họ không dám tiếp tục ra tay, mà kiêng kỵ nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này quá yêu tà. Không chơi nữa sao, Lăng Hàn nhoèn miệng cười, làm sao không chơi đương nhiên phải chơi còn phải chơi lớn giang xảo linh vừa thấy ngay lập tức kêu lên nếu có thể mượn cơ hội này triệt để dọa lui lăng nhạc phong sau này nàng sẽ thanh tịnh nhiều hơn bảy người nam tử đội khăn liên tục lắc đầu bọn họ không muốn chơi a à, không thấy bọn họ bị đánh cho xương mặt xương mũi thảm nhất thậm chí ruột đã chảy ra sao nhanh đi gọi viện binh nam tử đội khăn đá người đối diện một cước vâng vâng người kia vội vàng gật đầu như một làn khói bỏ chạy người có gan đừng chạy nam tử đội khăn kích tướng nói hắn chỉ lo lăng hàn bỏ chạy vậy coi như đưa đến cứu binh cũng không làm gì được lăng hàn dù sao thế lực dương thái tổ nhất mày cũng rất lớn đương nhiên không chạy sợ cái gì chứ giang xảo linh hai tay chống nạnh nhanh đi gọi lăng nhạc phong tới xem đại thúc làm sao dạy hắn làm người lăng hàn không nói lời nào mặc giang xảo linh làm phát ngôn viên của hắn một lát sau cứu binh đến rồi đây là ba sơn hà cảnh đại viên mãn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Liễu sư huynh, triệu sư huynh, mã sư huynh, nam tử đội khăn vui mừng khôn xiết, vội vàng bắt chuyện với ba người kia. Chính là tiểu tử này, dám to gan miệt thị lăng thiếu. Ồ, liễu sư huynh đi lên vài bước, ánh mắt quét lăng hàn một hồi, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Hắn hừ một tiếng nói, người ngay cả người như vậy cũng không dọn được, còn muốn ba người chúng ta ra tay. Hắn đảo qua bảy người nam tử đội khăn, trên thân mỗi người nhúm máu, vẻ không vui càng nồng. Trong mỗi một tông môn khẳng định còn phân liệt rất nhiều chi hệ, như bọn họ là lăng phái, mà lăng hàn cùng giang xảo linh hiển nhiên là dương phái. Hiện tại người lăng phái bị dương phái đánh, bọn họ tự nhiên cảm thấy trên mặt tối tăm. Liễu Sư Huynh, nam tử đội khăn yếu yếu nói, hắn cũng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng thực lực của lăng hàn thật không ra sao, nhưng dưới chân di động, liền để bọn họ loạn thành một đoàn, nói ra cũng mất mặt. Liễu Sư Huynh khoát tay áo một cái, ngăn nam tử đội khăn nói, bất kể như thế nào nếu người lăng phái bị đánh, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi, quỳ xuống, hắn chỉ vào lăng hàn nói, tràn ngập áp bước ở trên cao nhìn xuống. Cho ngươi một cơ hội, chỉ cần quỳ ba ngày ba đêm, tạm tha ngươi một lần. Liễu đông đông, ngươi vênh váo cái gì, coi mình rất đáng gờm sao. Giang xảo linh lại không nhịn được bắt đầu đốt lửa. Đại thúc, không cần cho ta mặt mũi, đánh, đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Ta tên Liễu Đông Minh, Liễu Sư Huynh lớn tiếng nói, trên trán gân xanh nhảy lên ngươi không cảm thấy liễu đông đông càng thêm êm tai sao giang xảo linh đầy mặt ngây thơ rực rỡ nhưng ai tin tưởng nàng hồn nhiên vô tà vậy nhất định sẽ bị lừa đến đầu óc choáng váng đáng ghét liễu đông minh không nhịn được ra tay chộp tới giang xảo linh giang xảo linh nhạy bén cỡ nào nếu nàng có ý định đốt lửa thì làm sao có khả năng không có phòng bị nàng vẫn ở bên cạnh lăng hàn liễu đông minh vừa ra tay nàng liền trốn ra phía sau của lăng hàn hoàn mỹ để Lăng Hàn làm bia đỡ đạn. Tránh ra, Liễu Đông Minh lớn tiếng quát, Lăng Hàn không hề trả lời, nhưng cũng không có tránh ra, cái này ở Liễu Đông Minh xem ra tự nhiên là khiêu khích, một trường vỗ về phía Lăng Hàn, trên người hắn có bốn sơn hà nổi lên, hóa thành áp lực đáng sợ. Sơn hà ra ngoài, tăng lên lực công kích, Lăng Hàn trách bước, sau đó rất tùy ý vỗ một trường, nhưng bất kể là thời cơ hay lực lược, đều khống chế cực kỳ vừa vặn, rõ ràng không có lực lượng bao lớn giật động nhưng liễu đông minh lại không tự chủ được sông về phía trước oanh ngã ấp sấp nam tử đội khăn suýt chút nữa bật cười mới vừa rồi ngươi còn nói ta phế vật chính mình không phải cũng giống ta nhưng bọn họ trung quy là một trận doanh đối mặt ngoại địch cũng không thể khuỷu tay ra bên ngoài a giang xảo linh thì không kiêng kỵ như vậy cất tiếng cười to còn vỗ tay nói đại thúc ngươi thật mạnh hiện tại ta tin tưởng ngươi là bằng hữu của cha ta bởi vì ngươi cùng ta cha nham hiểm giống nhau có đánh giá cha mình như thế sao? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, hơn nữa về tính cách hắn cùng Giang Dược Phong căn bản không có chút giống nhau a. À. Liễu Đông Minh bỏ lên, dùng ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn Lăng Hàn. Hắn không rõ, một đòn này của Lăng Hàn rõ ràng không có sử dụng lực lượng bao lớn, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, tại sao hắn liền bị một trường vỗ trúng, không tự chủ được ngã ấp sấp. Hắn đặt mình vào vị trí của Lăng Hàn, nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không cho là mình có thể làm được. Bởi vì không rõ, để hắn không dám tiếp tục ra tay ý nghĩ của hắn là chính xác bất luận sơn hà cảnh nào cũng không thể làm được như lăng hàn bởi vì lăng hàn vận dụng không phải lực lượng mà là quy tắc quy tắc tầng thứ càng cao hơn mới có thể ở dưới tình huống lực lượng không hiện ra dễ dàng trả đạp một tên sơn hà cảnh nhanh nhanh đi cầu viện liễu đông minh nói với nam tử đội khăn nam tử đội khăn không khỏi chảy mồ hôi lạnh tại sao câu nói này quen thuộc như vậy không phải là trước đó hắn nói với tiểu đệ bên người sao Hiện tại người thay đổi, nhưng lời nói không thay đổi. Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy, đi mời người càng mạnh hơn đến. Ngay cả đại viên mãn cũng không phải đối thủ, vậy chỉ có thể đi mời trưởng bối nhật nguyệt cảnh. Các hạ xương hô như thế nào? Liễu Đông Minh trầm giọng hỏi. Lang Hàn phất phất tay nói. Người còn chưa xưng biết. Liễu Đông Minh suýt nữa tức chết. Hắn tiến thêm một bước nữa liền trở thành cao tầng nhật nguyệt cảnh, nhưng lại bị người phất tay quát mắng, phảng phất như A Miêu A Cẩu không quan trọng gì, để hắn làm sao nhịn được chờ, chờ cao thủ lăng phái đến, xem có chân áp người thành chó không. Một lát sau, nam tử đội khăn dẫn theo một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh tới. chương 1421, sát tinh đến rồi. Trên đỉnh đầu trung niên nam tử này có một vòng mặt trời đỏ, biểu hiện bế nghế, có vẻ kiêu ngạo đến cực điểm. Ở thiên kiếm cung, nhật nguyệt cảnh chính là cường giả, kiêu ngạo cũng rất bình thường. Người này họ trình, tên nguyên, thuộc về phe phái lăng gia. Là người nào, Đệ, mới đầu Trình Nguyên còn không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt quét đến trên người Lăng Hàn, không khỏi bật thốt lên. Sao lại là tên sát tinh này? Đệ tử tầng dưới chót của Thiên Kiếm Cung có rất nhiều người không biết Lăng Hàn là ai, nhưng ở trong cao tầng, hắn tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, người người đều biết. Kẻ cầm đầu để hàng thiên đại lục khai thiên đến thần giới. Ở trong vòng 10 năm ngăn ngắn bước vào nhật nguyệt cảnh, đại địch có năng lực uy hiếp đến ngũ tông tồn vong. Hiện tại, đại địch này lại lặng yên đi tới Thiên Kiếm Cung. Hí, tóc của Trình Nguyên dựng thẳng lên, bởi vì căng thẳng cao độ, khí thức của hắn cũng cực kỳ không ổn định. Oanh, nam tử đội khăn nhất thời gặp vận rủi, bị chấn bay ra ngoài, nhất thời lại bị rơi mất mấy cái răng, để hắn cực kỳ phiền muộn. Đây là chúng ta gì a? À? Lăng, Lăng Hàn, Trình Nguyên thất thanh kêu lên, âm thanh sắc bén, hầu như khiến người ta không cách nào phân biệt ra, cái này là lời từ trong miệng một nam nhân. Lăng Hàn, các đệ tử khác cũng không hiểu ra sao, Lẽ nào Trình Nguyên Sư Thúc nhận thức người trẻ tuổi này sao? Chờ chút, Lăng, lẽ nào đây là hậu nhân của Lăng Thái Tổ? Nhưng vì cái gì lại đi chung với người Dương Gia? Lẽ nào đây là chuyện xấu trong nhà Lăng Gia sao? Trình Nguyên không nói hai lời, trực tiếp đưa tay Dương lên, đùng, một đóa pháo hoa nhất thời tỏa ra ở trên bầu trời. Cái này không phải pháo hoa phổ thông, mà là tín hiệu chuyên dụng của Thiên Kiếm Cung, pháo hoa bay lượt, một đạo gợn sóng cũng chấn động về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Kiếm Thành thậm chí còn bức bắn mấy ngàn dặm, truyền tới tứ tông khác. Đám người nam tử đội khăn hoàn toàn biến sắc, ở trong tín hiệu cảnh báo của Thiên Kiếm cung, tổng cộng có ngũ sắc, phân biệt là đỏ, hồng, đen, xanh, tím, lấy màu tím là trình độ nguy hiểm thấp nhất, mà màu đỏ thấm là quan hệ đến tông môn tổn vong. Bọn họ nhiều nhất chỉ gặp qua tín hiệu màu xanh, tín hiệu màu hồng còn chưa từng dùng qua, huống chi là màu đỏ. Trình Nguyên đánh ra cảnh báo màu đỏ, hiển nhiên là bởi vì quan hệ tới Lăng Hàn nhưng một người trẻ tuổi bình thường như thế, thật có uy hiếp lớn như vậy, có thể giao động thiên kiếm cung tồn vong sao. Xeo xeo xeo, chỉ trong nháy mắt, liền có mấy chục bóng người bay vụt lại, hơn nữa nhân số còn không ngừng tăng nhanh. Ngũ Tông khá may mắn, sau khi minh giới lui binh, trong đại bộ phận bọn họ cũng trở về Tông, cường giả nhật nguyệt cảnh cũng không dám ra ngoài, phòng bị lăng hàn có khả năng giết đến tận cửa bất cứ lúc nào, bởi vậy, bọn họ ngược lại tránh thoát một kiếp. Hiện tại vừa nhìn thấy cảnh báo màu đỏ, những cao thủ kia đương nhiên lập tức đuổi tới. Lăng Hàn, là tên tiểu tử kia, đáng chết, lại thật dám đánh tới. Nhanh khởi động đại trận hộ sơn, lại mời ra tổ khí, tiêu diệt người này. Một đám người hô to gọi nhỏ, những đại nhân vật trong mắt đệ tử bình thường kia, hiện tại từng cái từng cái vô cùng xuất sắng, so với người bình thường không hề khác gì nhau. Điều này làm cho đám người nam tử đội khăn ngơ ngác, người trước mặt này đến cùng là ai, lẽ nào là sát tinh sao? Xảo nhi, trở về một lão giả xuất hiện nhìn về phía giang xảo linh nghiêm nghị nói đây là thủ lĩnh của dương phái tên dương kim cũng là tổ gia gia của giang xảo linh hắn nhìn thấy hậu nhân của mình cùng lăng hàn đứng chung một chỗ trong lòng nhất thời sợ hãi thầm nghĩ cô nàng này thực là gan to bằng trời giang xảo linh không khỏi kinh ngạc vị bạn cũ của phụ thân này cũng quá trâu bò đi lại kinh động nhiều cao thủ trong tông như vậy cái này đã từng xảy ra sao chí ít lấy nàng biết không có tuy nàng bình thường nhí nha nhí nhảnh vô cùng tùy hứng, nhưng Dương Kim nghiêm túc như thế, nàng cũng không dám vi phạm, lúc này đi về phía Dương Kim, không nhịn được quay đầu xem, chỉ cảm thấy Lăng hàn mi thanh mục tú, làm sao cũng không giống người hung ác a. À. Cho đến khi Giang Sảo Linh trở lại bên cạnh mình, lúc này Dương Kim mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy Lăng hàn tuy tội ác tài trời, nhưng ít ra làm người làm việc vẫn tính quang minh lỗi lạc, không có làm hành vi bất chính. Lang hàn, người cũng thật gan to bằng trời, ngay cả thiên kiếm cung cũng dám xông, không sợ chết ở chỗ này sao? Một lão giả uy nghiêm đáng sợ nói, hắn chính là thủ lĩnh lăng phái lăng không thành. Lăng Hàn cười nhạt nói, đi gọi Giang Dược Phong tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Hừ, đi tới bản tông, người còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến. Dương Kim hừ một tiếng, lúc này hộ sơn đại trận đã kích hoạt, mà tổ khí của thiên kiếm cung cũng đã mời ra, từ góc một nào đó trong thành bay ra, vượt lên trên bầu trời, tỏa ra uy thế đáng sợ. Hộ sơn đại trận này không biết trải qua bao nhiêu năm cường hóa, Tổ khí cũng như thế, một mình cầm một cái đi ra cũng có thể ngang hàng Nhật Nguyệt cực cảnh trung kỳ, thậm chí đỉnh cao, mà hai người sáp nhập, còn có hiệu quả tăng cường lẫn nhau, uy lực càng mạnh, có thể ngang hàng Nhật Nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Nói cách khác, ở Thiên Kiếm cung khai chiến, bọn họ tương đương với nắm giữ một tên cường giả tinh thần cảnh, tuy trình độ chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ. Nhưng từ Nhật Nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh, vượt qua một bước này là kinh người cỡ nào. Hai đại sát khí vừa ra, mọi người của Thiên Kiếm cung cuối cùng bình tĩnh hiện tại Lăng Hàn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chiến, hoặc là trốn, nhưng mặc kệ chiến hay trốn, kết cục cũng sẽ không thay đổi, đó chính là hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Thực sự là tự chui đầu vào lưới, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Năm xưa còn ở hàng thiên đại lục liền tưởng tượng gặp qua các vị ở nơi này, 20 năm sau, rốt cuộc thấy được hình dáng cầm thú của các vị, thật cảm khái. Lớn mật, lại một lão giả quát lên, phía sau có bốn nhật nguyệt hiện lên, tỏa ra khí tức chói trang, để không khí quanh người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Những người khác cũng lộ ra vẻ giận dữ, chạy đến Thiên Kiếm cung lại còn dám mắng bọn họ là cầm thú, đây cũng quá hung hăng đi. Lẽ nào ngươi không biết, mình đang ở vào trong sát trận tuyệt thế, đỉnh đầu có một tổ khí nhằm vào sao? Giang Xảo Linh lộ ra vẻ sùng bái, mặc kệ Lăng Hàn là địch hay bạn, chỉ nhìn hào khí đã đáng giá kính nể. Chương 1422, thân thể nhanh chân bảo vệ sư. Chỉ có điều, tại sao nam nhân này cũng gọi là Lăng Hàn? phải biết ân sư của cha nàng cũng gọi như vậy lăng hàn còn nói là bạn cũ của cha nàng vậy tuyệt đối không thể là tổ sư gia a à. lẽ nào trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ nhưng vội vã lắc đầu vậy cũng quá khuếch đại tên tiểu tử này làm sao có khả năng là sư phụ của cha nàng vậy nàng kêu đại thúc nửa ngày bị cha nàng biết rồi nhất định sẽ đập nát cái mông của nàng a à. cái này không phải khi sư diệt tổ sao thúc đẩy sát trận giết chết người này dương kim trầm giọng nói được lão phu đến chủ trì tổ khí, lăng không thành liền nói, tuy hắn cùng Dương Kim đấu với nhau hơn nửa đời người, nhưng ở trước mặt kẻ địch vẫn đứng cùng nhau. Nội đấu là nội đấu, tranh giành chính là quyền lực, nhưng nếu như đối mặt ngoại địch vẫn chưa thể đoàn kết nhất trí, vậy thiên kiếm cung liền không còn, nào còn có cơ hội nội đấu. Bát linh thiên quỷ, Dương Kim vỗ chán của mình một cái, phù, trận pháp bao phủ toàn bộ thiên kiếm thành lập tức chuyển động, một quái vật hình người to lớn màu đen nổi lên, cao tới trăm trượng trong tay cầm một đoạn côn, vừa xuất hiện liền tỏa ra khí tức cùng hung cực ác, để thiên địa thất sắc. Đồ vật thật tà ác, trận pháp vận chuyển, hóa ra một ác quỷ lớn đến trăm trượng, tà khí trùng thiên. Thiên mệnh kiếm, lăng không thành thì thúc đẩy tổ khí, chém về phía lăng hàn. Xoạt, giữa bầu trời, tổ khí phát sáng, hóa thành dài vạn trượng, chém xuống một luồng ánh kiếm, cực kỳ hoa lệ, óng ánh chói mắt. Mọi người thiên kiếm cùng cười gần, tổ khí cùng hộ sơn đại trận đồng thời phát huy, lẫn nhau tăng cường, uy lực có thể so với nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao, vốn là tinh thần cảnh khác loại, đủ để quét ngang bất luận nhật nguyệt cảnh nào. Tuy tên tiểu tử này yêu nghiệt, nhưng quá ngông cuồng, lại lấm lấm liệt liệt giết tới tổ địa của bọn họ, cái này không phải là tự mình muốn chết sao. Ánh kiếm, ác quỷ đồng thời tấn công tới, tỏa ra khí tức đáng sợ. Dưới chân lăng hàn na di, dễ dàng liền ung dung để qua hết thảy công kích, thậm chí, hắn còn dẫn công kích về phía người của thiên kiếm tông, để lăng không thành cùng dương kim đầu đầy mồ hôi lạnh bọn họ là người điều khiển trận pháp cùng tổ khí mà muốn khống chế hai thứ uy lực mạnh mẽ này tự nhiên cũng phải tiêu hao lượng lớn tâm thần của bọn họ âm um, âm um, âm um, từng đạo công kích hạ xuống toàn bộ thành thị phát ra tiếng vang ầm ầm để phàm nhân không rõ chân tướng cảm thấy khó hiểu thiên kiếm cung làm sao vậy ở trong trí nhớ của bọn họ thiên kiếm thành chưa từng bị người ngoài tập kích qua có điều cường giả của thiên kiếm cung cũng tụ tập đến càng ngày càng nhiều chỉ cần đạt đến nhật nguyệt cảnh liền dồn dập chạy đến đây Sơn Hà Cảnh thì chỉ có thể ở phía xa quan chiến, dưới thần cảnh thì tạm thời rời thiên kiếm cung, để tránh khỏi bị dư âm chiến đấu quét chúng, kia là hẳn phải chết. Xảo Nhi, một Mỹ phụ xuất hiện, nhìn Giang Xảo Linh sốt sáng nói, mà ở bên cạnh nàng là một nam tử phong thần Tuấn Lãng, anh Tuấn đến có chút tà khí, rồi lại khiến người ta mê muội. Giang Dược Phong, Lăng Hàn nhận ra được, tên tiện đồ này vẫn anh Tuấn đến khốn nạn như trước, khí tức xấu xa kia rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân A. Cha, mẹ, giang xảo linh chạy vội qua nhào vào trong lòng mỹ phụ đây là quý nữ của thiên kiếm cung tên dương đệ dương đệ vội vàng ôm con gái một bên thân thiết nói xảo nhi con không có bị thương chứ thời điểm nàng biết con gái cùng sát tinh lăng hàn ở cùng nhau liền suýt chút nữa dọa đến hôn mê bất tỉnh giang dược phong thì nhíu mày nhìn lăng hàn trong ánh mắt có không rõ nam nhân này lại cũng tên lăng hàn hơn nữa còn từ hàng thiên đại lục đến để trong lòng hắn có gợn sóng rất lớn cha vị đại thúc này nói là bản cũ của ngươi còn biết hàn phong trưởng giang xảo linh nhanh miệng lập tức líu ra líu díu nói cái gì giang dược phong nhất thời kích động hàn phong trưởng chỉ có thầy trò bọn họ biết lại thêm nam nhân này gọi lăng hàn đến từ hàng thiên đại lục ba yếu tố gộp lại để hắn có một suy đoán lớn mật hắn đi lên vài bước lớn tiếng nói các hạ hàn phong trưởng của ngươi là ai dạy lăng hàn cười ha ha nói ta là tự mình học có điều ngươi là ta dạy Giang Dược Phong sợ hết hồn, nhưng lắc đầu liên tục nói. Không thể, không thể, thầy ta đã qua đời, người đừng hòng giả mạo. Thật sao, Lăng Hàn cười cười, thuận miệng nói một ít chuyện cũ của Giang Dược Phong, tuy là việc nhỏ không đáng chú ý, nhưng chỉ giới hạn ở Lăng Hàn cùng Giang Dược Phong biết, ngay cả ba tên sư huynh đệ khác cũng không biết. Sư, sư phụ, Giang Dược Phong nhất thời quỳ xuống, nước mắt ào ào chảy ra. Sắc mặt của Giang Sảo Linh trắng bệch, nàng quả nhiên không có đoán sai, đây chính là Lăng Hàn kia. Nhưng nàng lại lấy sư tổ làm bia đỡ đạn, kêu đại thúc nửa ngày, cái này nếu để phụ thân biết. Cái mông của nàng xong rồi, hả, Dương Kim, Lăng không thành cũng khiếp sợ, bọn họ tự nhiên biết một ít sự tình của Giang Dược Phong, dù sao cũng là đệ tử thiên tài A. À. Nhưng Giang Dược Phong từ vạn năm trước liền được mang tới thần giới, mà Lăng Hàn là 20 năm trước mới khai thiên đến, thời gian này làm sao khớp được. Thời gian nguyên dịch, bọn họ thầm nói, đây là thần vật có thể niêm phong sinh cơ, khiến người ta vượt qua vô cùng năm tháng, đáng tiếc, chỉ có hiệu quả với người dưới thần cảnh. Có điều, nếu không như vậy, lấy thực lực của bọn họ là không đủ tư cách thu được. Hóa ra là Dương Nhiệt, Dương Kim cười gần, vạn năm trước không có tìm được người giết chết, hiện nay lưu lại đại hóa tâm phúc. Giết, lăng không thành cũng ánh mắt lạnh lùng, càng ngày càng nhiều cường giả giá lâm, cùng nhau điều khiển tổ khí cùng thôi thúc trận pháp, không chỉ để cho hai người áp lực giảm lớn, đồng thời cũng làm cho uy lực của trận pháp cùng tổ khí tăng thêm. Ác linh nô kiếm, lăng không thành hét lớn một tiếng, ác quỷ kia nắm thần kiếm giữa bầu trời, sau đó tàn nhẫn chém về phía lăng hàn. Đây mới là tổ khí cùng đại trận hộ sơn kết hợp hoàn mỹ, có thể thôi phát uy lực đến mức tận cùng. Cực điểm đỉnh cao, tương đương với tinh thần cảnh tiểu cực vị tiền kỳ. Dừng tay, giang dược phong dũng cảm đứng ra, căn bản mặc kệ thực lực của mình thấp kém cỡ nào, che ở trước mặt lăng hàn, mở hai tay ra, một bộ ngươi muốn giết thầy ta, trước phải giết ta. Phong lang, dương đệ cũng tung người ra, bất chấp nguy hiểm, chương 1423, châu như thế. Cha, mẹ, Giang xảo Linh cũng không do dự, nhảy theo ra, đáng chết, dương kim nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lăng không chỉ tay ác quỷ, oanh, ác quỷ chém ra kiếm thế nhất thời lệch hướng, tách ra lăng hàn, đánh trúng mặt đất cách hắn ba trượng bắn lên bùn cát đầy trời, đại điện nứt toát, như mạng nhện kéo dài đây là một đòn tương đương với tinh thần cảnh lực phá hoại thật đáng sợ cho dù nơi này có đại trận bảo vệ cũng vô dụng dương đệ xảo nhi nhanh trở về cho lão phu dương kim lạnh lùng nói tuy giang dược phong là cháu rể của hắn nhưng không phải tộc ta lòng dạ đáng chém một thân có thể diệt hắn đã có tâm ý giết chết không dương đệ lắc đầu cầu khẩn nói lão tổ van cầu ngươi không nên thương tổn phong lang không cho thương tổn cha mẹ ta Giang xảo linh cũng mở hai tay ra, khí thế hùng hổ. Xảo nhi, a đệ, các ngươi trở lại. Giang dược phong nghiêm mặt nói, hắn không thể mắt thấy sư phụ bị người vây công trí tử, nhưng tương tự không muốn nhìn thấy thê tử và con gái của mình bị liên lụy. Phong lang, dương đệ khóc không ra tiếng, chỉ không ngừng lắc đầu. Trong lòng giang dược phong như đau cắt, nhưng biểu hiện lẫm liệt, hắn không hối hận, cho dù phải chết. Không có lăng hàn, đã sớm không có hắn, nhưng lăng hàn nở nụ cười nói. Dược phong, người đạt được một sai ngẫu, Giang Dược Phong cười khổ, đã đến lúc này, sư phụ vẫn không chút hoang mang, phần công lực này để hắn khâm phục, nhưng không thay đổi được hiện trạng chút nào a. À. Lão Trần, xin lỗi." Lăng Không thành hừ một tiếng, một lần nữa dịch động ác quỷ, chém về phía Lăng Hàn, đòn đánh này không chỉ đánh về Lăng Hàn, ngay cả bọn người Giang Dược Phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ở trước mặt tông môn tồn vong, tình thân lại tính là gì? Dương Kim thở dài, nhưng nhắm hai mắt lại, oanh thần kiếm đánh xuống, thần kiếm đánh xuống, đây chính là công kích cấp bậc tinh thần cảnh, cực kỳ đáng sợ. Lang Hàn giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, rõ ràng không có bất kỳ sóng lực lượng, nhưng công kích đánh xuống lại càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành hư vô. Tuế Nguyệt Thiên Thu, cái này không phải lấy từ huyết mạch truyền thừa còn sót lại của Đinh Tử Chân, mà đến từ ký ức hoàn chỉnh của Đinh Linh, là tiên thuật chân chính. Lang Hàn bỏ ra hơn 2000 năm đột phá tinh thần cảnh, cũng hoàn toàn nắm giữ Tuế Nguyệt Thiên Thu, một trường vỗ qua, rõ ràng không có bất kỳ sóng lực lượng, nhưng để công kích đánh về phía hắn trong nháy mắt lão hóa, không còn uy lực. Giang Dược Phong đương nhiên sẽ không đưa cổ đợi làm thịt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đấm ra một quyền, oanh, thần kiếm bị hắn chấn vỡ, vọt cao trăm trượng, ngay cả ác quỷ cũng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đây là, xảy ra chuyện gì, đừng nói người của thiên kiếm cung kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Giang Dược Phong cũng buồn bực, gãi đầu một cái, hắn lúc nào cường đại như vậy. Phong lang, dương đệ mừng đến phát khóc từ phía sau lưng ôm tình lang nàng vốn tưởng rằng sau chiêu kiếm này liền vĩnh viễn không thấy được người yêu nhưng không nghĩ tới ái lang lại đại phát thần uy làm cho trong mắt nàng tất cả đều là dị thải cha người thật lợi hại giang xảo linh cũng kinh ngạc thốt lên người nào không biết đại trận hộ sơn cùng thần kiếm này châu bò có thể ngang hàng tinh thần cảnh cấp thấp chiếu nói như vậy giang dược phong chính là cường giả tinh thần cảnh tất cả mọi người cũng dùng ánh mắt kính sợ nhìn giang dược phong ở thiên kiếm cung Tinh thần cảnh cùng sáng thế cảnh không hề khác nhau, đều cường đại đến không thể ngang hàng. Nhưng đám người Dương Kim không tin, khí tức của Giang Dược Phong rõ ràng chính là Nhật Nguyệt cảnh, hơn nữa còn là tiểu cực vị, nếu như bọn họ ngay cả điểm ấy cũng không thể xác định, vậy đi mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Nhưng vì sao công kích lại bị đánh bay? Lang Hàn cũng không thể a, à, tuy hắn xác thực phất phất tay, nhưng không có gợn sóng nguyên lực, đâu thể nào hóa giải công kích của tinh thần cảnh. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, coi như đạt đến tinh thần cảnh cũng không thể nào làm được. Thực lực lại nghiền ép, vậy cũng phải lấy ra lực lượng A. Đây đương nhiên là bọn họ bị tầm mắt hạn chế, quy tắc đồng dạng là một bộ phận của sức chiến đấu, chỉ cần nắm giữ quy tắc đủ mạnh, vậy dù không dùng lực lượng cũng có thể phát huy ra uy năng đáng sợ. Trở lại, lăng không thành quát lên, nhất thời, mười mấy người đồng thời dịch động trận pháp, thần khí, ác quỷ chấn chỉnh lại kỳ phong, vung kiếm mà đến, oanh, áp lực cấp bậc tinh thần cảnh toàn diện áp chế, ngay cả thiên địa cũng muốn nứt toác. Giang Dược Phong cắn răng, vẫn đấm ra một quyền, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Lăng Hàn âm thầm nở nụ cười, vung tay lên, lần thứ hai đánh ra Tuế Nguyệt Thiên Thu. Ác quỷ bổ tới một đòn, nhu như gió xuân, oanh, Giang Dược Phong một quyền đón nhận, nhưng như nộ long ra biển, thần kiếm bắn lên, lực lượng theo thân kiếm chuyển tới trên người ác quỷ, làm thân thể nó nặng nề ngã dầm trên mặt đất. Hí, tất cả mọi người chố mắt, một lần có thể trùng hợp nhưng hai lần thì sao trên đời không có sự tình vừa vặn như thế nếu như quá khéo vậy thì là lý phải như vậy giang dược phong có thể địch tinh thần cảnh quá nghiêu bức phải biết hắn mới là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nhưng có thể chiến tinh thần cảnh tiểu cực vị hơn nữa còn chiếm ưu thế rất lớn đây là châu bỏ cỡ nào thiên tài không siêu cấp siêu cấp siêu cấp thiên tài không nói nhiều mấy câu siêu cấp là hoàn toàn không đủ hình dung yêu nghiệt như vậy cái gì thiên tài ngô tinh có thể so với Giang Dược Phong sao? Cái này đã vọt một đại cảnh giới hoàn chỉnh, dòng dã 16 tinh A. Ngay cả Giang Dược Phong cũng có chút hoài nghi, sáng sớm hôm nay mình có phải là uống nhầm thuốc không, tại sao mạnh như vậy? Dược Phong, mặc dù người này là sư phụ của ngươi, nhưng cùng ngươi chỉ có mấy trăm năm ân tình, bản tông lại không xử bạc ngươi, dòng dã bồi dưỡng ngươi vạn năm. Hơn nữa, ngươi còn cưới đệ tử của thiên kiếm cung chúng ta, cái này còn đủ để ngươi quy túc sao? Lăng không thành lập tức nói. Trước đó, Giang Dược Phong ở trong mắt hắn chính là một kẻ phản bội, nhưng hiện tại thực lực của kẻ phản bội này mạnh nghịch thiên, vậy hắn dĩ nhiên là thay đổi khuôn mặt. Yêu nghiệt như vậy ở thiên kiếm cung quá trọng yếu, không chỉ có thể để cho thiên kiếm cung trở thành đứng đầu của ngũ tông, hơn nữa còn có thể đánh mở một thiên địa mới. chương 1424, san bằng thiên kiếm cung thượng. Giang Dược Phong lại tiện, lại tự mình cảm giác yêu Việt, nhưng đối với thực lực của mình vẫn rõ ràng, cái này tuyệt không phải hắn có thể làm được. Bởi vậy, hắn quay đầu lại nhìn về phía lăng hàn nói sư phụ ngài thấy thế nào ngũ tông luyện nhất giới đan đây là không thể tha thứ nhất định phải san bằng bằng không làm sao ăn nói với vô số oan hồn hạ giới lăng hàn từ tốn nói đệ tử rõ ràng giang dược phong cung kính nói đáng ghét lăng không thành nhìn lăng hàn nói các hạ người cũng họ lăng nói không chắc chúng ta ở thời kỳ thượng cổ là đồng nhất tổ tiên đã như vậy hà tất hùng hổ dọa người miệng nó không biết xấu hổ như vậy cũng có thể nói được. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ nói, lão ra hỏa, ra mặt của ngươi dày, lại để cho ta kiến thức một phen. Được, ta cũng không phải người hiếu sát, từ hôm nay trở đi, thiên kiếm cung giải tán, hết thảy người thần cấp trở lên toàn bộ phế tu vi, mà người lúc trước làm ra quyết định, muốn luyện chế nhất giới đan thì nhất định phải chết. Sắc mặt của Lăng không thành lập tức âm trầm, điều này cũng thật quá mức rồi, bởi vì trong các thủ phạm quyết định luyện chế nhất giới đan, thì có hắn một phần muốn hắn chết còn muốn giải tán thiên kiếm cung hết thảy thần cấp trở lên toàn bộ phế tu vi ngươi là đang nằm mơ đã như vậy vậy cũng chỉ có tử chiến hắn từ bỏ ảo tưởng hiển nhiên lăng hàn không có ý định giải quyết hòa bình đi hắn hét lớn một tiếng ác quỷ lần thứ hai đập ra vung kiếm chém điên cuồng hắn không tin giang dược phong thật sự mạnh như vậy nếu lăng hàn đã biết giang dược phong vạn năm này không có bị thiên kiếm cung nhiễm bẩn tự nhiên không cần biết điều nữa hắn tiến lên trước một bước Đấm ra một quyền, nghình tiếp ác quỷ. Cực kỳ đơn giản, cũng chỉ một quyền mà thôi. Oanh, nhưng cú đấm này quá bá đạo, quyền lực hóa thành một vệt sáng, đánh vào ngực của ác quỷ. Ác quỷ trực tiếp giải thể, mà thanh thần kiếm kia thì từ giữa bầu trời rơi xuống, bị lang hàn nắm trong tay, khôi phục lại bình thường cỡ ba thước. Thanh thần kiếm này lập tức tỏa ra hung mang, muốn tránh thoát, kiếm khí dâng trào, lực phá hoại tương đối kinh người. Hừ, lang hàn hừ nhẹ một tiếng, còn muốn phản kháng thể phách của hắn thật đáng sợ, cường đại hơn thần thiết cấp 11 một chút, mà thanh thần kiếm này chỉ là cấp 8, làm sao có thể sánh ngang lăng hàn. Bị hắn cường lực chấn áp, nhất thời phát ra gào thét, thân kiếm loạn chấn. Lăng hàn thiếu kiên nhẫn, trực tiếp vận dụng bạo lực, đùng, thần kiếm bị hắn chấn thành hai mảnh. Ta sát, thấy cảnh này, tất cả mọi người há to miệng, con người muốn bắn ra ngoài. Chuyện này, tay không chặt đứt thần binh, đây là quái vật gì? Vào lúc này, mọi người cuối cùng biết, kỳ thực giang dược phong không phải yêu nghiệt hắn vẫn là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị bình thường không bình thường chính là tên sát tinh này a à. trong khoảng thời gian ngắn trong lòng đám cường giả của thiên kiếm cung chỉ còn dư lại cay đắng cùng hoảng sợ hai chỗ dựa của bọn họ đại trận hộ sơn bị lăng hàn một quyền đánh sụp đổ tổ khí thì bị lăng hàn bẻ gãy cái này còn làm sao chơi chỉ có chờ chết mà thôi hai mắt của giang xảo linh phát sáng cái đại thúc này không tổ sư gia cũng quá mạnh đi sau này có tấm chiêu bài tổ sư gia này Nàng không phải có thể đấu đá lung tung khắp thiên hạ sao? Cơ hội cuối cùng, thủ phạm nhất định phải đền tội, những người khác thì có thể có hy vọng sống." Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng khí tức thuộc về cường giả tinh thần cảnh vô tận lưu chuyển ra. Đây là áp chế trên cấp độ sinh mệnh, đừng nói Nhật Nguyệt cảnh không thể ngang hàng, coi như Nhật Nguyệt cực cảnh, lấy thiên tài lục tinh như Lăng Hàn cũng có thể ung dung trấn áp. Lăng Không Thành nhìn về phía Dương Kim, ánh mắt hai lão vừa giao nhau, trong nháy mắt trao đổi một loại ý nghĩ nào đó xèo lăng không thành đột nhiên nhảy ra đằng đằng sát khí nhưng mục tiêu không phải lăng hàn mà là dương kim cái này quá đột nhiên ai sẽ nghĩ đến lão gia hỏa một tay đặt ở trên đầu dương kim lãnh đạm nói dương đệ nếu còn muốn lão tổ tông ngươi sống lập tức bảo hắn dừng tay cái này giang dược phong cùng dương đệ giật mình không thể nào tiếp thu được lão gia hỏa này lại quét mới độ cao không biết xấu hổ a à. đệ nhi cứu ta dương kim hết sức phối hợp lão lệ tung hoành Dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Dương Đệ. Cho Khôi hài, sắc mặt Lăng Hàn lạnh lùng nói, "Được rồi, không cần biểu diễn vụng về như vậy. Hai người các ngươi đều là thủ phạm, chỉ có một con đường chết, tại sao không chết tôn nghiêm một chút? Tôn nghiêm tính là gì, có thể ăn sao?" Lăng Không Thành nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lớn tiếng nói, "Lăng Hàn, đây chính là lão tổ tông của thê tử đồ đệ ngươi, ngươi thấy chết mà không cứu, không cảm thấy thẹn với đồ đệ sao?" "Thẹn muội muội ngươi?" lăng hàn thực hết kiên nhẫn một tay thò ra nhận xuống lăng không thành không khỏi dung sắc nghiêm túc điều này cũng không uy hiếp được lăng hàn xem ra hắn làm không đủ a à. hắn đột nhiên dùng sức đùng đầu của dương kim vỡ vụn bay ra một chùm sáng hình người đây là thần hồn của dương kim trên mặt của hắn vừa phẫn nộ vừa giật mình không nghĩ tới lăng không thành dám hạ tử thủ nhưng hắn còn chưa mở lời quát mắng thần hồn đã bị lăng không thành bắt được không còn thân thể chỉ là thần hồn làm sao ngang hàng cường giả cung cấp không nên ép lão phu lăng không thành lớn tiếng kêu lên ngốc điểu lăng hàn không chút lưu tình một trường ấn xuống đùng thân thể của lăng không thành đổ nát nào có cơ hội hạ thủ thần hồn của hắn cũng bay ra chỉ cần đạt đến thần cấp cho dù không có thân thể giúp đỡ thần hồn cũng có thể tồn tại thời gian nhất định đủ để tìm thể xác đoạt xá hiện tại lăng không thành cũng đã biến thành thần hồn nhưng dương kim không có ra tay đánh nhau với hắn mà là đột nhiên ai đi đường nấy, trốn về hai phương hướng khác nhau. Thần hồn không có thân thể giúp đỡ rất yếu đuối, nhưng tương tự không cần chịu thể xác hạn chế, không chỉ tốc độ nhanh hơn, hơn nữa còn có thể phi hành. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, cho dù chỉ đoạt xá một người bình thường, vậy chỉ ít cũng có thể sống thêm mấy chục năm, cùng lắm đến thời điểm lại đổi. Trốn chạy sao, trong nháy mắt, Lăng Hàn đánh ra hai ánh chấp, nhanh vô cùng. Đây chính là uy lực của thiên kiếp hắn nắm giữ, mà thiên kiếp nhanh bao nhiêu, trên đời có người trốn được thiên kiếp sao? Trường 1425, sàn bằng thiên kiếm cung hạ. Không có, hai người dương kim tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhanh bị ánh chấp đuổi theo, đùng đùng liền bị chấn thành cho bụi, không có để lại một chút xíu dấu vết. Lăng Hàn đạp bước mà đi, khí thế của tinh thần cảnh bao phủ, người của thiên kiếm cung đều quỳ xuống, không ai có thể đối kháng. Cho các người nửa ngày thời gian, thủ phạm tự sát, hết thảy thần cấp tự phế tu vi, từ nay về sau, thiên kiếm cung liền không còn tồn tại nữa, bằng không, ta sẽ đích thân ra tay, đến thời điểm ấy, không có một ngọn cỏ. So với ngu tông luyện sinh linh một giới thành đan dược, cách làm của Lăng Hàn bây giờ quả thực cực kỳ nhân từ. Điều này là bởi vì, hắn không thích giết chóc, đi, Lăng Hàn nói với Giang Dược Phong, vâng, sư phụ, Giang Dược Phong vội vàng nói, Lăng Hàn đi trước, Giang Dược Phong theo ở phía sau, dương đệ cùng Giang Sảo Linh lại lạc hậu một đoạn. Bọn họ ở trong thành tìm địa phương ngồi xuống, để hai thầy trò ôn chuyện. Có điều, Giang Dược Phong trải qua rất đơn giản, tuy ở thần giới đã vạn năm, nhưng cơ bản không bước chân ra khỏi cửa, dằn vặt ra thành tựu to lớn nhất chính là thành lập Hàn Phong hội ở Hàng Thiên Đại Lục. Từ thần giới muốn đi tiểu thế giới rất khó khăn, nhưng chỉ truyền chút đồ vật không có sự sống đi qua lại đơn giản, vì lẽ đó hắn mới có thể truyền đạt thần ý, cách giới xây dựng lên một thế lực. Nửa ngày sau, Lang Hàn xuất hiện ở Thiên Kiếm Cung. Đại bộ phận thủ phạm đều đền tội, bởi vì bọn họ có đời sau, không dám buông tay một kích. Nhưng cũng có người ý tồn may mắn, hoặc một thân một mình chạy, hoặc mang theo đời sau trốn ra khỏi thành. Lần này, Lăng Hàn liền không nhân từ, không chút lưu tình ra tay, tiêu diệt toàn bộ những người kia. Máu tươi tràn ngập, khắp nơi trong thành thị đều có thể nghe thấy được mùi máu tanh. Cũng chỉ một ngày, thiên kiếm cung đã từng chúa tể một phương liền không còn tồn tại nữa, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Có điều, Lăng Hàn không có tiếp tục đi tứ tông còn lại, mà đi tìm Vân Vĩnh Vọng còn có đám người phong phá Vân trước, ngũ tông diệt phải có càng nhiều người của hằng thiên đại lục đến chứng kiến. Vừa vặn, Trần Thụy Tĩnh cũng đã trở về, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, thật xa liền quỳ xuống, vô cùng kích động. Mà lão nhân Sâm cùng con thỏ cũng đến nơi này, vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền cười vui vẻ nói hắn không phải số đoản mệnh, quả nhiên chạy thoát. Có điều, Giang Dược Phong lại không được tiếp đái. Ở ba người Trần Thụy Tĩnh xem ra, Giang Dược Phong chính là phản đồ trăm phần trăm không hơn không kém, lại gia nhập thiên kiếm cung có lăng hàn ở một bên khuyên lại thêm giang xảo linh đáng yêu tinh quái sư bá sư bá gọi liên tục cuối cùng để ba người bỏ đi hiềm khích dù sao cũng là sư huynh đệ hơn trăm năm làm sao có khả năng có thù không giải được sau đó cả đám cùng một chỗ giết tới tứ tông còn lại thiên phượng tông thanh lôi tông tuyệt đao tông đều thuận lợi san bằng thủ phạm đền tội dư nhiệt bị phế tu vi không cách nào làm ác tiếp nữa cuối cùng là địa long tông đám người bọn họ giết tới dưới chân núi bởi vì đã qua vân phượng tông nên thiên phượng thần nữ ra hắc tháp bốn người giang dược phong luôn gọi sư nương cực kỳ lấy lòng so với lang hàn còn muốn cung kính hơn mười mấy lần đinh bình không có trải qua những năm tháng ấy không khỏi kỳ quái tại sao bốn sư huynh cung kính với sư nương như vậy có điều hắn biết còn có mấy vị sư nương sớm bị mang vào tiên vực bởi vậy hắn yên lặng cầu xin thay sư phụ hy vọng ngày sau người một nhà của sư phụ có thể đoàn tụ địa long tông xây ở trong một đầm lầy đệ tử trong tông đại đa số nắm giữ huyết mạch của rồng, đương nhiên cũng có nhân tộc thuần túy, nhưng bởi vì không thích hợp tu tập công pháp của địa long tông, nên rất ít có thể hiện ra cao thủ. Hiện tại, địa long tông đóng chặt cửa lớn, thật giống như biểu đạt tín hiệu không hoan nghênh đám người lăng hàn đến. Oanh, lão nhân xâm đá văng cửa lớn, lớn tiếng nói, mỹ nữ của địa long tông đâu, giao cái yếm của các ngươi ra, xâm ra thương hương tiếc ngọc, sẽ hạ thủ lưu tình. Địa long tông đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy sau khi cửa lớn bị đá văng, bên trong đứng đầy người. Lăng Hàn, người thật quá đáng. Một lão giả đứng dậy, quanh thân có sương mù màu đen bốc lên, hóa thành hình dạng từng con địa long, cực kỳ dày đặc, khiến người ta nhìn liền buồn nôn mãnh liệt. Các ngươi luyện hóa sinh linh một giới thành đan, vậy thì không quá đáng sao. Phong phá vân hừ một tiếng, tóc đen đầy đầu đảo ngược, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Tu vi tiến cảnh của hắn cũng rất mãnh liệt, nhưng giới hạn ở thời gian, cho dù có lăng hàn cung cấp đan dược, hiện tại cũng chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh đại cực vị lão giả xem thường phong phá vân đừng nói vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh chỉ cần dưới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn liền không có được hắn để ở trong lòng không xứng cùng hắn đặt ngang hàng hư ở trước mặt lão phu cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện hắn khinh thường nói lang hàn cũng rên một tiếng nói ở trước mặt ta ngươi có tư cách nói chuyện sao oanh khí thế của hắn rung lên dâng về phía lão giả kia đùng lão giả này nhất thời toàn thân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng hắn ngược lại cũng có chút cốt khí, mạnh mẽ uốn thân thể một cái, đã biến thành ngồi trên mặt đất. Tuy cái này cũng rất mất mặt, nhưng so với quỳ xuống thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Người thực sự là lăng hàn, một thanh niên ở trong đám người mở miệng, trên mặt tất cả là vẻ kinh ngạc. Hóa ra là nạp lan huynh, ánh mắt của lăng hàn đảo qua, khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi kia là nạp lan đột, vương giả vạn năm trước cùng hắn nổi danh. Chỉ là thiên phú của hắn hiển nhiên không bằng đám người thiên phượng thần nữ, kiếm đế, thậm chí cũng không bằng giang dược phong, trần thủy tính, hiện tại chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn, còn không có bước vào nhật nguyệt cảnh. Ở trong thời gian dài rằng giặc, thiên tài cũng chia ra ba bảy loại. Nạp Lan đột cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi lại trở nên mạnh như vậy, năm xưa. Ha ha, ta một chiêu liền có thể trấn áp ngươi. Sắc mặt của Lăng Hàn tối sầm lại, hảo hán không đề cập tới dũng cảm năm đó, mà các người có thể đừng luôn bóc vết thương cũ của hắn hay không. Năm đó hắn yếu thì lại làm sao, không thấy hắn còn có một thân phận sao, đan đạo đế vương, các người người nào không cầu hắn luyện đan qua. chương 1426, Viện binh của Địa Long Tông Lăng Hàn, Lão Phu khuyên người từ đâu tới đây, liền về lại đó đi, Địa Long Tông không phải là địa phương người có thể làm càn. Lại một lão giả đứng dậy, nhìn Lăng Hàn lạnh lùng nói. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, tin tức tứ tông khác giải tán khẳng định đã truyền tới địa long tông nhưng vì cái gì những người này chấn định như thế từng cái từng cái sức lực mười phần tựa hồ thật rất nắm chắc đây là lòng tự tin từ đâu tới há các người có chỗ dựa gì sao hắn cười hỏi kiên trì chờ đợi một hồi người sẽ biết lão giả thứ hai nói nhưng lăng hàn không để ý tới nói theo lệ ta cho các người một cơ hội thủ phạm định ra kế hoạch luyện chế nhất giới đan năm đó nhất định phải chết người trên thần cấp toàn bộ tự phế tu vi từ hôm nay trở đi giải tán địa Long Tông, có thể bảo đảm tính mạng. Ta cho các người nửa ngày thời gian, nói xong, đám người lăng hàn liền ngồi ở trước cửa địa Long Tông, lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp, bắt đầu bày tiệc. Lão nhân sâm nhìn vào nói, bên người sâm ra thiếu mấy cô nàng bóp chân, tạo hóa của các người đến rồi, ở bên cạnh sâm ra hút mấy hơi, bảo đảm tu vi của các người tinh tiến như bay, vạn nhất để sâm ra thỏa mãn, bắn cho các người một ít tinh hoa, còn không đẹp chết các người a à điều này làm cho nữ đệ tử của địa long tông trợn mắt đối mặt chỉ cảm thấy lão nhân sâm này thật không biết xấu hổ cũng quá hạ lưu thời gian chậm rãi qua đi tuy lăng hàn cùng mọi người dùng bữa nhưng lại giật động thần thức bao trùm toàn bộ địa long tông nhưng hắn không có phát hiện bất kỳ tồn tại cấp bậc tinh thần cảnh nào mà muốn nói địa long tông có thể thỉnh cầu tồn tại hằng hà cảnh hắn là thật không tin hả qua hai canh giờ lăng hàn đột nhiên phát hiện có một chiếc không hạm đang lái tới phương hướng của bọn họ tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể tích cũng rất lớn. Hắn mở ra chân thị chi nhãn, phóng tầm mắt về phía bầu trời, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn dài tới vạn trượng xuất hiện ở giữa bầu trời xa xôi, như một đám mây đen to lớn, chỉ trong nháy mắt, liền từ một điểm nhỏ biến thành to bằng nắm tay, có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Không hạm lớn như vậy hoàn toàn có thể coi như là tinh thuyền, nhưng này hiển nhiên là không hạm, đầu thuyền cắm vào một mặt cờ xí, phía trên vẽ một con mãnh hổ dương nanh múa vuốt, còn có một chữ triệu, đón gió phấp phới tỏa ra lực uy hiếp không tên đó là bởi vì chữ triệu kia tuyệt đối xuất phát từ tay của cường giả tuyệt thế có ý chí võ đạo của người kia đủ để chấn áp tinh thần cảnh tan xương nát thịt lăng hàn kinh ngạc lẽ nào địa long tông thỉnh cầu được cường giả hằng hà cảnh nhưng vấn đề là địa long tông có thể lấy ra món đồ gì để thế lực hằng hà cảnh cũng động lòng một lát sau không hạm to lớn cuối cùng bay đến gần người của địa long tông nhất thời lộ ra vẻ vui mừng mà sắc mặt đám người phong phá vân thì trở nên nghiêm nghị rất nhiều Hiện tại địa Long Tông nên biết lang Hàn bước vào tinh thần cảnh, vậy bọn họ mời tới giúp đỡ chỉ ít cũng phải là cấp bậc tinh thần cảnh. Không hãm dừng lại, đón lấy, một chiếc xe ngựa từ phía trên chạy ra, vật cưỡi chính là hai con ngựa trắng, nhưng mọc ra cánh, trên đầu có một sừng, mỗi một con đều cao 10 trường, có vẻ cực kỳ uy vũ. Không linh long mã, có người kinh hô, nhận ra hai con vật cưỡi cực kỳ thần tuấn này. Không linh long mã, đây là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt đến tinh thần cảnh lấy không linh long mã làm vật cưới, đây là bạo tay cỡ nào. Tuy Lăng Hàn nhướng mày, nhưng không có kinh hãi, đã gặp một vật liệu thánh cấp bán thông linh làm vật cưới, một khối vật liệu thánh cấp khác làm thân xe, vậy không linh long mã tinh thần cảnh lại coi là gì chứ. Xe ngựa rất nhanh từ giữa bầu trời bay xuống, thùng xe vô cùng xa hoa, trang sức các loại thần đoán thấp nhất cũng là cấp 10, cái gì vạn niên tử chân châu, thiên ảnh chu ti, khuyết thú giác. Thực sự là cực kỳ xa xỉ người của địa long tông chưa từng gặp qua trận chiến như vậy, mỗi người không khỏi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ mời gia vị này của triệu gia đến thật là không sai rồi. xe ngựa dừng lại, hai con không linh long mã ở tại chỗ giật động ngay móng, một bộ bế nghĩa thiên hạ. lăng hàn không tự chủ được trà sát tay, trên chiếc xe ngựa này mang theo không ít thần thiết hiếm có, vừa vặn dùng cho tiên ma kiếm nuốt chửng, quá tốt rồi. cái đánh cướp này hắn quyết định, chi cửa xe mở rộng đi ra một cô gái xinh đẹp ngay sau đó lại một cái, nối đuôi nhau mà ra, tổng cộng 12 người, các nàng dồn dập quỳ xuống, lấy thân thể đáp thành bậc thang. Lúc này mới có một tên nam tử đi ra, dẫm lên lưng những cô gái này đi xuống xe ngựa. Đại gia ngươi, lão nhân sâm nhất thời không nhịn được, lớn tiếng kêu đến. Ngay cả sâm ra cũng không có mấy cô nàng hầu hạ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Tiểu hàn tử, đánh cho sâm ra, tên nam tử này rất trẻ, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, nhưng xét thấy tuổi thọ của thần linh cực kỳ dài lâu bề ngoài là hoàn toàn không thể đại biểu tuổi người này là tinh thần cảnh có điều chỉ là trung cực vị sơ kỳ mà thôi tuổi tác của hắn tuyệt đối vượt qua trăm vạn chỉ là so với sinh mệnh dài lâu của tinh thần cảnh mà nói hắn còn ở vào thời thanh niên tinh thần cảnh không tới trăm vạn tuổi điều này cũng đủ tự kiêu chẳng trách lỗ mũi của hắn hướng lên trời bái kiến khổ thiếu người của địa long tông quỳ xuống không nói bối cảnh của người trẻ tuổi này chỉ nói tu vi của hắn là tinh thần cảnh thì có tư cách để địa long tông thần phục đều đứng lên đi người trẻ tuổi kia vung tay có vẻ rất hứng hờ ánh mắt hắn đảo qua thấy đám người lăng hàn lại còn ngồi ở đó thậm chí còn ăn đồ vật không khỏi biến sắc hắn xoay người lại nói những người các ngươi thấy bản thiếu vì sao không quỳ dám bảo sâm ra quỳ xuống tiểu tử ngươi là ăn nhiều phân sao lão nhân sâm nhảy nhót tương bừng hắn vốn đố kỵ bên cạnh người trẻ tuổi này có nhiều mỹ nữ hiện tại thấy đối phương còn lớn lối như vậy, nhất thời liền giận. Người trẻ tuổi vốn đã giận, nghe lão nhân sâm nói như thế, thì hàn ý càng sâu nói. Thập nhị cơ, còn không bắt cây nhân sâm này bồi bổ cho bản thiếu, buổi tối ta lại sủng các ngươi một phen. Vâng, thiếu ra, thập nhị cơ cười duyên, ven áo thi lễ, trên mặt mang theo đỏ ửng mê người, mị nhãn tung bay. chương 1427, triệu khổ, con mắt của lão nhân sâm không khỏi đăm đăm nói. Mỹ nữ, không bằng theo sâm ra đi, tinh hoa của sâm ra tuyệt đối là đại bổ. Vẫn làm canh nhân sâm đi, 12 mỹ nữ đồng thời ra tay, mỗi người các nàng đều là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, lại tinh thông một bộ trận pháp liên kích, không chỉ có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của 12 người, thậm chí còn có tăng cường, hầu như sắp tiếp cận tinh thần cảnh. Lão nhân sâm nào dám ngang hàng, kêu thảm một tiếng, vội vã chạy mất dép. Cảnh giới của hắn không cao, nhưng tốc độ nhanh đến mức thái quá, nháy mắt liền đến phía sau lăng hàn, sau đó nhô đầu ra nói các tiểu nương tử, có gan liền đến. Sau đó nhìn Lăng Hàn nói, tiểu hàn tử, trấn áp những tiểu yêu tinh này cho xâm ra, để xâm ra mỗi ngày buổi tối chỉ đạo các nàng, làm cho các nàng cải tà quy chính. Thập nhị cơ cũng giận dữ, tại sao cây nhân xâm này miệng tiện như vậy? Vẫn là đàng hoàng đến hầm canh đi, các nàng tự nhiên không sợ Lăng Hàn, 12 người liên thủ thậm chí có thể địch tinh thần cảnh. Lăng Hàn đưa tay, vù, khí thế rung động, tuôn về phía thập nhị cơ. Đùng 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 đùng, thân thể của thập nhị cơ nhất thời mềm nhún, cùng nhau ngã dầm trên mặt đất. Đây là thiên uy, thực lực tương đương hoặc cao hơn, vậy sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nếu thực lực không bằng, vậy ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, trực tiếp nằm trên mặt đất chờ chết. Thật can đảm, ngay cả thị nữ của bản thiếu cũng dám ra tay, người sống thiếu kiên nhẫn sao. Người trẻ tuổi kia trừng mắt, hắn gọi triệu khổ, lai lịch lớn đến kinh người, chính là hậu đại duy nhất của một vị cường giả hàng hà cảnh ở đại xích dương đế triều, bởi vậy coi như bình thường ra ngoài cũng cực kỳ phô trương, xa xỉ quen rồi. lang Hàn phất phất tay nói, việc nơi đây không có quan hệ gì tới ngươi, từ đâu tới thì cút về đó đi. Ha ha, triệu khổ không khỏi bật cười, thực sự là thấy quỷ, ở trong đại xích dương đế triều, lại có người dám nói chuyện với hắn như thế. Hắn điềm nhiên nói, lập tức quỳ xuống, cầu đến bản thiếu thỏa mãn, có thể tha cho ngươi một mạng, có điều. Ánh mắt của hắn đảo qua thiên phượng thần nữ, không khỏi lộ ra vẻ mặt dại gái nữ nhân này quy bản thiếu hắn không phải không có gặp qua mỹ nữ nhưng như thiên phượng thần nữ bất kể là dung mạo khí chất đều đỉnh cấp đúng là lần đầu thập nhị cơ mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ không chỉ đẹp hơn nữa thiên phú võ đạo cực cao nhưng so sánh với nàng tranh lệch liền cực kỳ rõ ràng nghe nói như thế bọn người phong phá vân lộ ra vẻ giận dữ đám người giang dược phong thì trực tiếp mở miệng mắng đây chính là sư nương của bọn họ a à. ánh mắt của lăng hàn cũng uy nghiêm đáng sợ nói xem ra người đây là tự tìm đường chết hắn biết người này khẳng định có bối cảnh của hằng hà cảnh nhưng khi đó hắn ngay cả tạ đông lai cũng không chút do dự làm thịt hiện tại sẽ sợ sao hư lá gan rất lớn nhưng người biết bản thiếu là ai sao triệu khổ ngạo nhiên nói hắn thích nhất cầm câu tiếp theo đập người thông thường sau khi hắn báo ra thân phận bất kể là ai cũng sẽ sợ đến tẻ ra quần sau đó mọi cách lấy lòng hắn chỉ sợ không thể hầu hạ hắn thoải mái cha ta là triệu tổ dực Triệu Tổ Dực, ở Đại Xích Dương Đế Triều cũng là một nhân vật huyền thoại, có người nói hắn vốn là một vô danh tiểu tốt trong tông môn, nhưng không biết đi vận khí cứt chó gì, lại đi nhầm vào một hang núi, ở bên trong có tuyệt học đã sớm thất truyền của tông môn. Hắn dựa vào cái này mà lên, dần dần có chút danh thanh, về sau mỗi khi tuổi thọ của hắn sắp khô kiệt, luôn có thể ngoài ý muốn gặp phải cơ duyên, đột phá cảnh giới trước mặt, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở mấy trăm triệu năm trước, triệu tổ dực đã là lão giả lưng còng, nhưng trăm triệu năm sau, hắn vẫn là dáng vẻ ấy. Bây giờ hắn cũng đã hơn 300 triệu tuổi, không biết hắn ở trước khi tuổi thọ cực hạn của hằng hà cảnh đến, có thể lại được vận khí, một cước bước vào sáng thế cảnh hay không. Bởi vì một đường từ tiểu nhân vật ngao tới, vị triệu tổ dược này làm người cũng không tốt thế nào, tật xấu nên có toàn bộ đều có, tỉ như háo sắc, háo danh, thê thiếp vô số, nhưng chỉ có một đứa con trai là triệu khổ. Gọi là triệu khổ, là muốn tránh kiêng kỵ, miễn cho trời cao đố kỵ, bẻ đi cái mầm duy nhất này của triệu gia. Vẻ mặt người của địa Long Tông cũng ngạo nhiên, khai phái tổ sư của bọn họ năm đó từng ở quý phủ triệu tổ dực làm thị vệ, tuy không thể nói là ngọn nguồn gì, nhưng ít ra cũng coi như có chút tình hương hỏa. Nhưng lần này Tông Môn gặp phải đại nguy cơ sống còn, bọn họ dĩ nhiên phải kéo quan hệ, liền phái người đi làm thuyết khách, vừa vặn gặp phải triệu khổ, sau khi đưa lên vài mỹ nữ, triệu khổ liền đáp ứng đi một chuyến. Ngược lại không phải triệu khổ thỏa mãn chuyện này cỡ nào, mà là hắn muốn ra ngoài chơi, Vừa vặn đúng dịp mà thôi. Lăng Hàn không chút biến sắc, lại nói hắn được Tuế Nguyệt Thiên Thu cùng một thế lực nào đó ở Tiên vực kết làm nhân quả, vậy Hằng Hà cảnh lại coi là gì? Hắn nhìn Triệu Khổ nói, ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Loại nhị thế tổ như Triệu Khổ, ai không thuận ý hắn, hắn sẽ như chó điên sông lên cắn, đánh cũng đánh không ngoan. Nếu như chỉ đuổi người này đi, hắn nhất định sẽ lợi dụng lực lượng của gia tộc tiến hành trả thù. Nếu trái phải đều sẽ đắc tội Triệu gia vậy lang hàn quyết định một bước đúng chỗ chém giết triệu khổ ở chỗ này lại nói trên xe ngựa của đối phương có nhiều thần đoán như vậy không đánh cướp một phen cũng không còn gì để nói thật can đảm triệu khổ cười gằn thật cho rằng hắn là công tử bột chỉ có thể dựa dẫm lão tử dọa người sao hắn là tinh thần cảnh trung cực vị ở trong đại xích dương đế triều chính là cường giả hàng thật đúng giá hơn nữa thân là đời sau của hằng hạ cảnh hắn sẽ không có bảo vật mạnh mẽ sao giáp về ở đâu Triệu khổ khẽ quát một tiếng, nhất thời trên không hạm có từng chiếc từng chiếc chiến xa bay ra, ở phía sau hắn chỉnh tề liệt trận. Trên mỗi chiếc chiến xa đều có 12 chiến sĩ võ trang đầy đủ, mặt đầy túc sát, tỏa ra khí tức thiết huyết. Cảnh giới của những người này cũng không cao, đều chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, nhưng mấy trăm hơn ngàn người đứng chung một chỗ, lại tỏa ra khí thế đáng sợ ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng phải cao mày. Trường 1428, Ngân Long Chiến Giáp Liệt trận, giết địch, Triệu khổ chỉ tay một cái, soạt, các chiến sĩ từ trên chiến xa nhảy xuống, bắt đầu chạy nhanh chóng, giao nhau qua lại, hơn ngàn người giống như đã biến thành một thể thống nhất, một con trường xà đang di động. Giáp trụ trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng, liên thành nhất mạch, dung hợp lực lượng của bọn họ lại cùng nhau, cũng lấy trăm lần, ngàn lần tăng cường. Đây là một loại trận pháp cực kỳ thần kỳ, lang hàn nhạy bén cảm giác được, thiên địa linh khí đang bị bọn họ điên cuồng lấy ra, từ trong mặt đất, từ giữa bầu trời, tăng cường lực lượng cho bọn hắn. Đổi thành người bình thường, điên cuồng hấp thu linh khí như thế nhất định sẽ chết, thân thể không thể chịu được, thể phách nổ tung. Nhưng bọn họ thông qua trận pháp liên tiếp, phân tán áp lực bình quân đến trên thân mỗi người, đã như thế, năng lực chịu đựng của bọn họ cũng sẽ tăng lên trăm nghìn lần. Có chút ý nghĩa, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, trận pháp như vậy đúng là có thể để cho binh sĩ của Đại Lăng chiều học một ít, tăng lên năng lực chiến đấu toàn thể. Sư phụ, để ta xuất chiến, Đinh Bình lập tức kêu lên, hắn đã tu ra sơn hà cực cảnh, sức chiến đấu không kém nhật nguyệt cảnh bao nhiêu. Sư phụ, đệ tử xin chiến, bốn người Trần Thủy Tính cũng nói, không thể để cho tiểu sư đệ giành mất danh tiếng. Lăng Hàn cười gật đầu nói, được, năm đệ tử dồn dập giết ra, bà Tông trước vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền đầu hàng, bọn họ đều không có cơ hội xuất thủ, hiếm thấy gặp phải địa Long Tông còn dám hoàn thủ, bọn họ tự nhiên ngứa tay. Ha ha, tứ đệ, ngươi liền lược trận, vi huynh cũng ngứa tay. Phong phá vân cười nói, tứ đệ, nơi này liền giao cho ngươi, mộ dung thanh cũng dục già dục dịch, bọn họ là người từ Hằng thiên đại lục đi ra, nếu không phải lăng hàn khai thiên, lúc này phỏng trừng đã bị luyện thành nhất giới đan, tự nhiên tràn ngập lửa giận với ngũ tông, không tự tay đánh thoải mái thì thực rất khó chịu. Hai người này cũng giết ra ngoài, thiên phượng thần nữ thì nhìn lăng hàn gật gù, biểu thị nàng sẽ thay lăng hàn lược trận, để lang hàn chỉ cần ứng đối chịu khổ là được. Bảy người phong phá vân lao vào trong đại quân của đối phương, hầu như trong nháy mắt liền bị nhấn chìm, có vẻ thế đơn lực bạc. Luận sức chiến đấu cá thể, tuy phong phá vân cùng mộ dung thanh không có đột phá nhật nguyệt cảnh, nhưng hiện tại đã bước vào sơn hà cảnh đại viên mãn, tuyệt đối không sợ bất kỳ một tên binh sĩ nào, thậm chí một versus 10 cũng có thể ung dung thủ thắng. Nhưng những binh sĩ này thông qua trận pháp nào đó liên kết sức chiến đấu, có thể nắm giữ sức chiến đấu của nhật nguyệt cảnh. Vậy thì tuyệt đối không phải phong phá vân cùng mộ dung thanh có khả năng ngang hàng, không chiến bao lâu liền chảy máu tươi, cũng còn tốt, đám người đinh bình tự nhiên sẽ phối hợp hai vị sư bá bảo vệ an toàn của bọn họ. Điều này làm cho trong lòng Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh kìm nén một hơi, thời điểm ở Hằng Thiên Đại Lục, bọn họ là thiên tài, là cường giả, hiện tại lại phải cần tiểu bối bảo vệ. Bọn họ kích phát chiến ý, cực điểm thăng hoa chiến một trận, trong trạng thái này, chỉ cần có thể sống đến chiến đấu kết thúc, thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn chỉ nhìn lướt qua liền yên lòng, ánh mắt như kiếm nhìn Triệu Khổ đồ vật triệu khổ ta muốn, chưa từng có không chiếm được. Triệu khổ tự tin trăm phần trăm nói, nữ nhân này, bản thiếu chơi định, có điều, người cần gì phải chú ý, bản thiếu chỉ chơi mấy ngày mà thôi, nhiều nhất là mấy năm, trên đời này không có nữ nhân nào có thể trói được bản thiếu. Hơn nữa, có tình hương hỏa này, nói không chắc sau này người có chuyện gì cầu đến bản thiếu, bản thiếu sẽ xuất thủ giúp cũng không nhất định. Hắn hài hước cười nói, cái này tự nhiên là đang cố ý chọc giận Lăng Hàn. Lăng Hàn vung chỉ thành kiếm, đánh tới triệu khổ nói đến chết còn nói nhiều a à. soạt lực lượng lôi đình hóa thành một tia chớp bắn nhanh về phía triệu khổ trên đời này ai thoát khỏi thiên kiếp lôi đình đung triệu khổ căn bản không kịp đề phòng ngực liền lướt qua một tia sáng trắng hơi mang theo một tia lam ý nhất thời vải vóc bay lượn nguyên lực hộ thể của triệu khổ cũng không cách nào ngăn cản lôi đình xâm lấn nhưng vải vóc tung bay chỉ thấy ở ngực của triệu khổ lại còn có một giáp trụ màu bạc trên bộ chiến giáp này che kín thần văn Giờ khắc này đang sáng lên lấp lóa, hoàn toàn cản lại lực lượng lôi đình của Lăng Hàn. Triệu Khổ cúi đầu liếc mắt nhìn, không khỏi cười to. Đây là ngân long chiến giáp mà cha ta ban tặng, do thần thiết cấp 13 chế tạo thành, trừ khi lực lượng của ngươi đột phá hàng hà cảnh, bằng không căn bản không thể phá hoại. Mặt khác, cha ta lấy một giọt tinh huyết của thần thú Nguyệt Quy luyện vào thần thiết, có hiệu quả phòng ngự siêu cường. Ngươi không thể đánh vỡ chiến giáp, liền không thể phá hoại hiệu quả phòng ngự của chiến giáp mà không thể phá hoại hiệu quả phòng ngự của chiến giáp, ngươi không thể tổn thương được ta một sợi tóc. Ta trời sinh liền đứng ở thế bất bại, ngươi làm sao đánh với ta? Hắn không ngần ngại thổ lộ ra bí mật của Ngân Long chiến giáp, bởi vì hắn chắc chắc dưới hằng hà cảnh không ai làm gì được hắn. Này xác thực rất phiền phức, Lang Hàn cao mày, thần thiết cấp 13 đúng là không đáng kể, lại cứng rắn cũng chỉ là bản thân mà thôi, oanh không phá thần thiết, nhưng dưới lực lượng chân kích vẫn có thể tạo thành đại thương. Nhưng vấn đề là, trên khối thần thiết này còn có một giọt nguyệt quy tinh huyết, luyện thành pháp bảo hộ thân, vậy thì hình thành tấm chắn phòng ngự. Muốn đánh tan phòng ngự của tấm chắn có hai biện pháp, thứ nhất là phá hoại bản chất của tấm chắn, thứ hai là đánh tan thần thiết cấp 13. Nhưng vấn đề là, hiện tại hai thứ này đều cần lực lượng hằng hà cảnh, mà lang Hàn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Hô, sao giết người liền khó như vậy chứ? Ha ha ha, bất đắc dĩ a, tuyệt vọng a. À. Triệu khổ cười to, hắn thích nhất phá hủy toàn bộ ý chí của đối thủ, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của đối phương sẽ làm hắn có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Lăng Hàn cười nhạt nói, nói không chắc, người bất đắc dĩ là ngươi, bản thiếu, chịu khổ đầu tiên là sướng sờ, sau đó cười to. Ngươi choáng váng sao, sao có thể có chuyện đó, tại sao không thể, thân hình Lăng Hàn giết ra, nhưng không đánh tới chịu khổ, mà là nhằm vào địa Long Tông, phất tay đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng rung động, đùng 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 đùng. Địa Long Tông nhất thời có rất nhiều người bị đánh nổ thân thể, thần hình câu diệt. Chương 1429, hoảng sợ. Ngươi, Triệu Khổ không khỏi giận dữ. Hắn tự nhiên không phải lưu ý tính mạng của người Địa Long Tông, mà là bị Lăng Hàn không nhìn. Lại dám không nhìn hắn? Triệu Khổ nổi giận gầm lên một tiếng, miệng mở rộng, phun ra một thanh tiểu kiếm, nhưng đón gió liền dài, hóa thành thanh phong ba thước, bị hắn nắm trong tay, nhắm Lăng Hàn hư chém một kiếm, nhất thời, ánh kiếm tuôn ra, hóa thành một con đại xà màu đen, mở miệng rộng cắn tới Lăng Hàn. Lăng Hàn xoay người đấm lại, Oanh, đánh lên đầu của đại xà màu đen, thần quang phun trào, còn đại xà này nhất thời đổ nát. Người ngăn cản không được ta." Lăng Hàn tiếp tục ra tay đánh giết đệ tử của Địa Long Tông, đây là mục đích chuyến này của hắn, tự nhiên không thể bởi vì có thêm chịu khổ liền từ bỏ. "Chạy mau, vận chuyển đại trận, mời tổ khí ra." Người của Địa Long Tông cũng kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn lại gan to bằng trời như vậy, rõ ràng chịu khổ đã nhúng tay, hắn còn dám không kiêng kỵ ra tay, đây là hung hăng cỡ nào? cũng may bất kể là đại trận hộ sơn hay tổ khí, đã sớm thủ thế chờ đợi, chỉ là bị Lăng Hàn giết chờ tay không kịp, mới chưa kịp vận chuyển. Phu, toàn bộ đầm lầy phát sáng, đại trận đã vận chuyển, mà tổ khí cũng bị kích hoạt, một địa long to lớn hiện lên ở trên bầu trời, không mắt không mũi không tai, nhìn qua buồn nôn không nói ra được. Lăng Hàn không sợ, oành oành oành, hắn chỉ huy động ba quyền, đại trận liền bị đánh nổ, mà con địa long kia cũng bị oanh thành cặn bã. Ở trước mặt lực lượng tinh thần cảnh trung cực vị hậu kỳ của hắn, tồn tại nhật nguyệt cảnh nào có thể ngăn cản. Hắn như bẻ cành khô, một đường quét ngang, Địa Long tông nhất thời tử thương nặng nề. Lần này, Lăng Hàn thể hiện ra một mặt lãnh huyết tàn khốc. Hắn đã cho Địa Long tông cơ hội, nhưng nếu bọn họ lựa chọn muốn đối kháng, vậy tự nhiên phải chịu đựng hậu quả như thế. Giết, Lăng Hàn huy động song quyền liên tục, thần quang tỏa ra, thể hiện sức chiến đấu cùng cấp vô địch, chỉ là Địa Long tông thì làm sao có thể chống đối? bị hắn giết không còn manh giáp. Đáng chết, đáng chết, triệu khổ vẫn ở phía sau đuổi theo lăng hàn, nhưng tốc độ của hắn theo không kịp, đuổi theo cũng chỉ phí công. Hắn nổi giận, cảm giác mình bị lăng hàn chiêu chọc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đùa mình, hắn không ngừng ném ra các loại thần khí, hoa thức đa dạng, tự nhiên đều là cha hắn ban tặng, chỉ là ở trong tay của hắn, bất luận thần khí nào cũng chỉ có thể phát huy ra lực phá hoại của tinh thần cảnh đại cực vị sơ kỳ, đây đối với thể phách của Lăng Hàn mà nói kỳ thực không tính là gì, nhiều lắm chỉ để hắn bị chút hít tổn thương. Ở nắm giữ bất diệt thiên kinh, Lăng Hàn đã nhảy vào đến độ cao mới, loại tổn thương nhỏ này đương nhiên là ngay lập tức sẽ khép lại. Hơn nữa, cái này vẫn là thời gian tầng thứ 5 của hắc tháp mở ra còn không dài, chờ hắn lĩnh ngộ phòng ngự chân nghĩa của bất diệt thiên kinh, vậy chủ động vận chuyển một hồi, hiệu quả phòng ngự của thể phách còn có thể tăng lên một cấp. Nói chung, tuy chịu khổ có một mai rùa bảo vệ, Lăng Hàn không thương tổn được hắn. Nhưng ngược lại cũng giống nhau, Triệu Khổ có thần khí toàn thân, nhưng không làm gì được Lăng Hàn, chỉ có thể đuổi ở phía sau không biết làm gì. Lăng Hàn mỗi giết nhiều một người của Địa Long Tông, sắc mặt của hắn sẽ khó coi một phần, ngược lại không phải lòng hắn nhân hậu, mà là cảm thấy mất mặt. Đối phương đây là nhục nhã Hàn A, người chết định rồi, trong lòng Triệu Khổ hung ác, lấy ra một tờ pháp chỉ. Đây là lão phụ của hắn làm ra, lấy ý chí võ đạo bản thân dung hợp tinh huyết, sau khi kích hoạt có thể phát huy ra sức chiến đấu của Hằng hà cảnh, cái này đủ để giết chết lang hàn 100 lần. Nhưng bởi vì chế tác pháp chỉ như vậy đối với Hằng hà cảnh mà nói ảnh hưởng rất to lớn, nên trên người hắn chỉ có một tấm mà thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn lang hàn chết, vù, pháp chỉ vạch trần, nhất thời ánh sáng vạn trượt, ý chí võ đạo của Hằng hà cảnh lưu truyền, hình thành áp lực đáng sợ chân áp chư thiên. Đi, lang hàn hơi vung tay, ném vô tương thánh nhân ra ngoài. Tiểu tử, bản tọa đang tìm hiểu. Vô tương thánh nhân đang ở dưới luân hồi thụ khổ tu, đột nhiên bị ném ra cũng có chút tức giận, nhưng phát hiện triệu khổ cầm pháp chỉ trong tay làm giữ, thì không khỏi nở nụ cười. Chết đi, triệu khổ hét lớn một tiếng, pháp chỉ phát sáng, từ trong đó đi ra một người, như chân thần, có một loại khí phách dưới chư thiên, duy ngã độc tôn. Đây là ý chí võ đạo của triệu tổ dực hình thành pháp thân, tuy sức chiến đấu không thể so với chân thân, nhưng một phần vạn vẫn có, vẫn như cũng là sức chiến đấu của hàng hà cảnh đủ để giết chết bất luận tinh thần cảnh nào. Pháp thân ra tay, vỗ tới lăng hàn cùng vô tương thánh nhân. Hừ, vô tương thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhất thời, khí tức của sáng thế cảnh lưu chuyển, trong nháy mắt liền hoàn toàn đè ép pháp thân của triệu tổ dực. Hằng ha cảnh nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn tỏa. Vô tương thánh nhân ra tay, chỉ nắm chặt, đùng, pháp thân của triệu tổ dực dập tắt, ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Đệt, triệu khổ nhất thời trừng lớn hai mắt, trên mặt tất cả là vẻ không tin tấm pháp chỉ này mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn có thể tiêu diệt bất luận tinh thần cảnh nào trên lý thuyết mà nói đại xích dương đế triều chỉ có mười mấy hằng hà cảnh nói cách khác dưới mười mấy người này hắn liền trâu bỏ nhất nhìn ai không hợp mắt liền diệt người đó tới địa long tông nho nhỏ dưới cái nhìn của hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi nhưng lại gặp phải một nhân vật đáng sợ như thế tiện tay một đòn liền phá diệt pháp chỉ của lão phụ đây là thực lực cỡ nào chân của triệu khổ run lên, ai bảo hắn lấy ra pháp chỉ chứ. Vô tương thánh nhân đã sớm không còn lực lượng của sáng thế cảnh, nhưng nắm giữ quy tắc lại không mất, trong pháp chỉ lại không có lực lượng, phong ấn chỉ là ý chí võ đạo, tương tự là nắm giữ cùng vận dụng quy tắc thiên địa. Người để ý chí võ đạo của hằng hà cảnh đi đấu với thánh nhân, cái này không phải tự tìm phiền phức sao. Nếu như hiện tại triệu khổ sông lên đập thánh nhân một quyền, vị thánh nhân này tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng hiện tại hai chân của triệu khổ mềm nhũn, nào dám ra tay. Hắn là tinh thần cảnh, tự nhiên có thể cảm ứng được vô tương thánh nhân tản mát ra khí thức vô thượng, vượt xa cha của hắn gấp vạn vạn lần. chương 1430, Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm Cương giả tuyệt thế, trong lòng triệu khổ biết lúc này đá vào tấm sắt rồi, đây chính là nhân vật còn muốn trâu bò hơn phụ thân. Quá con mẹ nó không nghĩ tới, người bị thế lực nhỏ như địa long tông đắc tội, lại còn có bối cảnh như thế. Triệu khổ chỉ cảm thấy mình bị địa long tông gài bẫy, tên của mình không rõ ràng sao, khổ bức. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, con mắt hơi chuyển động nói. Triệu khổ, ta cũng không phải người thích giết chóc, như vậy đi, ngươi lưu lại không hạp, còn có chiến xa, thần khí kia, ta tha cho ngươi một mạng. Cái này gọi là há mồm chờ sung dụng A, à. chịu khổ đại hỉ, còn có thể nhặt về một mạng. Cho ngươi, đưa hết cho ngươi, hắn vội vàng nói, tuy chiếc không hạm này là tỏa giá của phụ thân hắn, lúc trước thời điểm kiến tạo không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, mà chiến xa cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ, nhưng vậy thì như thế nào? Có nặng bằng tính mạng của hắn sao? Có điều, triệu khổ lại nhìn về phía vô tương thánh nhân, kia mới là đại nhân vật chân chính, chỉ có vị này gật đầu mới thật chắc chắn. Bộ dáng của vô tương thánh nhân đầy cao thâm, lạnh nhạt nói. Loại chuyện nhỏ này, còn cần hỏi bản tọa sao? ngụy trang thật giống, triệu khổ vội vàng ném thần khí cả người ra ngoài, nhưng ngân long chiến giáp trên người lại không chịu cởi ra, đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định không bước bách triệu khổ quá mức, bằng không đối phương cho rằng hẳn phải chết, liều mạng phản kháng. Vô tương thánh nhân chính là bầy biện A, người có thể đi rồi. Hắn phất tay, triệu khổ giấm cũng không dám thả một cái, vội vã mang theo thập nhị cơ cùng đám binh sĩ rời đi, còn trong lòng có nghĩ muốn báo thù hay không thì không biết. Những người còn lại của địa Long Tông thì tuyệt vọng, ngay cả triệu khổ cũng ỉu xìu chán trường bỏ chạy. Đừng nói còn có sát tinh như Lăng Hàn, coi như Lăng Hàn cũng phủi mông đi, chịu khổ quay đầu lại sẽ bỏ qua bọn họ sao? Tự làm bậy, không thể sống. Lăng Hàn vô tình, đại khai sát giới. Mấy người phong phá vân, Đinh Bình cũng dồn dập ra tay, giết địa Long Tông một lần. Có điều, bọn họ dù sao cũng không phải người cùng hung cực ác, sau khi giết một bộ phận người, vẫn thả cho một con đường sống, nhưng tu vi toàn bộ phế bỏ, để bọn họ chỉ có thể sống an phận vài chục năm. Sau một hồi giết chóc, trong lòng tất cả mọi người trầm trọng, không có vui sướng vì báo được thù lớn. Có điều, ngô tông rốt cục trở thành lịch sử bọn họ cũng giải một nhân quả sau này không cần lo lắng nữa lang hàn thì đi thu thập chiến lợi phẩm không hạm quá lớn ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào hoàn toàn bao vây thu vào trong hắc tháp hơn nữa quá lớn không cách nào hạ xuống bởi vậy từ khi đồ chơi này được làm ra liền cơ bản chỉ có thể bay ở trên không trung rất tốn chân nguyên thạch lang hàn không có xa xỉ như vậy đi chăm sóc loại chỉ đẹp mà không có thực này hắn bắt đầu tháo rỡ tháo ra các loại vật liệu đáng tiền trong không hạp, tỉ như thần thiết để cho tiên ma kiếm nuốt trừng, tỉ như chân nguyên thạch, kia là tiền A. Còn có các loại vật liệu, có thể cầm bán đi. Khi lang hàn dỡ xuống trận pháp cuối cùng, chiếc không hạm này tự nhiên mất đi năng lực phi hành, từ không trung rơi xuống. Có điều, trước đó lang hàn lái không hạm tới chỗ không người, nện xuống cũng sẽ không tạo thành phá hoại quá to lớn. Nhưng đồ vật khổng lồ như thế rơi xuống, vẫn gợi ra một hồi địa chấn, lan đến khu vực phụ cận. Cũng còn tốt, đây là thần giới kết cấu ổn định nếu không không nói hành tinh này bể mất tính phá hoại ít nhất phải vượt qua gấp một vạn lần lang hàn thắng lợi trở về mặc dù đánh cướp là chịu khổ nhưng trên thực tế là gia sản của một vị cường giả hằng hà cảnh thu hoạch tự nhiên phong phú đến kinh người hắn được lượng lớn thân thiết tiên ma kiếm bắt đầu điên cuồng nuốt trừng thuận lợi thẳng tiến cấp 9, hơn nữa hình thể trước đó thu nhỏ lại cũng dần dần khôi phục tuy vẫn không có đạt đến hoàn toàn nhưng đã dài hơn hai thước lang hàn hết sức hài lòng bọn họ rời địa Long Tông, đi tới đô thị lớn gần nhất, muốn bán đi lượng lớn vật liệu tháo ra trên không hạm. Đây là một khoản tiền lớn, có thể mua được đủ thần thiết cấp 9, để tiên ma kiếm bước vào cấp 10, từ đó về mặt cảnh giới vượt qua lăng hàn. Bọn họ đi tới tụ phong thành, đây là một thành thị rất lớn, có cường giả tinh thần cảnh tỏa chấn, võ đạo cùng thương mại cực kỳ phồn vinh. Bán đồ vật tự nhiên là tìm phòng đấu giá kim nguyên. Chuyện này Lăng Hàn giao cho mấy đồ đệ đi làm, không thể chuyện gì cũng cần hắn tự mình đi xử lý hơn nửa ngày sau năm đồ đệ trở về bọn họ đã thuận lợi giao vật phẩm cho phòng đấu giá hơn nữa còn mang về một tin tức ngoài ý muốn không lâu sau đó sẽ cử hành một buổi đấu giá cỡ lớn mà một vật phẩm chính trong đó là Thái nhất Ngọc Tùy Tâm Thái nhất Ngọc Tùy Tâm đây là đồ vật từ lão đầu để Lăng Hàn tìm kiếm lão giả không nói vật này có ích lợi gì chỉ dặn Lăng Hàn gặp phải nhất định phải tranh thủ mang về cho hắn Lăng Hàn vẫn chưa quên việc này còn để ba vị huynh trưởng năm đồ đệ lưu ý thay không nghĩ tới trong chớp mắt liền xuất hiện sư phụ vật này có ích lợi gì đinh bình hỏi ta cũng không biết lăng hàn nhún vai một cái năm đồ đệ im lặng không biết công dụng thì mua làm gì chứ lăng hàn cười ha ha nói đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết sao năm tên đồ đệ này cũng thực là nếu biết có thái nhất ngọc vì tâm muốn bán đấu giá tại sao không hỏi vài câu chứ nếu đám người đinh bình biết suy nghĩ của lăng hàn nhất định sẽ vô cùng oan uổng bọn họ cho rằng lăng hàn tất nhiên đã biết huống hồ đây là sư phụ dặn dò, bọn họ biết được tin tức liền hùng hục trở về báo tin. Lăng Hàn ra ngoài, đi tìm hiểu tư liệu về Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm. Đồ chơi này có hai tác dụng, thứ nhất có thể chân áp, hóa giải hỏa độc, thứ hai, có hiệu quả kéo dài sinh cơ, chính là kỳ dược do thiên địa sinh dưỡng, so với rất nhiều rất nhiều thần đan thì tốt hơn. Bởi vậy, giá trị của Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm cực cao, sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây tranh mua, dù sao, vật bảo mệnh là đáng tiền nhất, hơn nữa có đồ chơi này đi di tích cổ thám hiểm cũng sẽ tăng lên tỷ lệ thành công. Lăng Hàn không khỏi thở dài, hiện tại lại trở về vấn đề cũ. Không có tiền, chương 1431, huyết chiến kiếm tiền thượng. Tuy vật liệu hắn đưa cho phòng đấu giá có thể bán ra một số tiền lớn, nhưng không biết có đủ mua thái nhất ngọc tùy tâm hay không, lại nói hắn còn muốn mua thần thiết A. À. Làm sao kiếm tiền đây? Sư phụ, nơi này có một giáp đấu trường, có thể cá cược, mỗi thắng một trận có thể tăng tiền đặt cược lên gấp đôi, thắng liền 10 chàng có thể được ngàn lần thù lao. Có điều, chỉ cần thất bại một lần, vậy thì cái gì cũng không vớt được. Giang Dược Phong nói, ồ, ánh mắt của Lăng Hàn nhất thời sáng lên, công bằng sao, nếu như người thắng liền 9 chàng. Nhưng trận thứ 10 người ta phái ra người cao hơn một cảnh giới lớn đến đánh, vậy ai có thể thắng liền 10 chàng? Chỉ có thể gặp phải đối thủ cùng cảnh giới. Giang Dược Phong nói, có điều, sư phụ không thể tham gia. Vì sao? bởi vì người ta quy định chỉ giới hạn võ giả dưới tinh thần cảnh giang dược phong cười nói lang hàn không nói gì kỳ thực điều này cũng rất bình thường tuy thành này có tinh thần cảnh tỏa chấn nhưng cũng ý nghĩa tinh thần cảnh ở đây chính là vương giả làm sao có khả năng người có địa vị cao như vậy đến giác đấu trường chiến đấu chứ đi mỗi người đều đi thắng tiền cho ta lang hàn chỉ có thể hy vọng những người khác bao ở trên người ta đinh bình vỗ ngực nói đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng không, giao cho ta. Trần Thủy Tính cũng cướp lời nói. Vài tên đệ tử tranh nhau chen lấn, đều muốn thay Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Ha ha, tứ đệ, hai người chúng ta cũng muốn thử một chút. Phong phá vân cùng mộ dung thanh cũng đứng dậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Trong chúng ta, nắm chắc lớn nhất là Đinh Bình, dù sao hắn đạt đến cực cảnh trung kỳ, cùng cảnh giới hẳn là vô địch. Tất cả mọi người gật đầu, bởi vì giác đấu trường chỉ nói đánh nhau cùng cấp, nhưng cùng giai còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao, có tranh lệch tam tinh thậm chí tiếp cận tứ tinh. Ở đại bộ phận võ giả mà nói, tứ tinh chính là cực hạn, vậy sơ kỳ chiến đỉnh cao, nhất định phải ăn thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó, khẳng định phải đạt đến một cảnh giới đỉnh cao nào đó lại đi chiến, vậy chỉ ít có thể bảo đảm không ở mặt cảnh giới chịu thiệt. Nhưng toàn bộ thiên hạ có thể tu ra cực cảnh lại có mấy người. Rất ít ỏi, kia là vương giả chân chính, vậy thì đinh bình chiến trước, thắng ngàn lần tiền đặt cược. Lăng Hàn làm ra quyết định, Giao toàn bộ chân nguyên thạch trên người cho Đinh Bình. Sư phụ yên tâm, Đinh Bình vỗ ngực bảo đảm, bởi vì giao toàn bộ gia sản cho Đinh Bình, nên mọi người toàn thể điều động, đi tới giác đấu trường quan chiến. Nơi này cực kỳ cuồng nhiệt, người ngồi trên thính phòng cao giọng hò hét, mà phía dưới đang có một tên nam tử ác chiến một con lợn rừng to lớn, cảnh giới của song phương đều không cao, chỉ là linh hải cảnh, nhưng tình cảnh cực kỳ tàn khốc. Cái bụng của lợn rừng mở ra, đang chảy máu tươi thậm chí ruột mà nam tử cũng ít một cánh tay trái máu tươi phun mạnh nhưng một người một heo như giết đỏ cả mắt trừ khi một phương ngã xuống bằng không chiến đấu tuyệt đối sẽ không ngừng không phải nói ở đây yêu thú cùng nhân tộc là bình đẳng sao đinh bình tò mò nói bình đẳng chỉ giới hạn ở yêu thú có thể hóa hình giang dược phong giải thích nghi hoặc cho tiểu đệ sư ở trong mắt thần linh phàm nhân phàm thú đều như run dế sao sẽ quan tâm tất cả mọi người cảm khái bọn họ cũng từ tiểu thế giới từ phàm nhân từng bước một đi tới, tuyệt đối không làm được coi phàm nhân là run rế. Cuối cùng, vẫn là nam tử nhân tộc hơn một bậc, đâm giết lợn rừng, nhưng mình cũng trả cái giá to lớn, cái bụng bị răng nanh của lợn rừng cắt ra, nội tạng chảy thật nhiều. Nhưng sức sống của võ giả ngoan cường, chỉ cần đúng lúc tính dưỡng vẫn có thể khôi phục, nhưng tay cụt, trừ khi được thiên tài địa bảo, hay bước vào thần cảnh, bằng không là tuyệt đối không thể phục sinh. Đinh Bình xuống báo danh tham gia chiến đấu, bởi vì hắn cực chân nguyên thạch quá nhiều, nên phương diện giác đấu trường không có lập tức đáp ứng mà trước tiên ước định thực lực của hắn một chút nhưng cực cảnh lại không hiển hóa bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra đinh bình là sơn hà cảnh đại viên mãn bởi vậy sau khi thoáng cân nhắc phương diện giác đấu trường tiếp nhận tiền đặt cược của đinh bình có điều chiến đấu của hắn phải một lúc nữa mới sẽ bắt đầu người chiến đấu ở đây thực sự quá nhiều một là vì lợi hai là danh lợi rất dễ hiểu thắng liền người chàng có thể một vốn bốn lời mà danh mà nói thường xuyên sẽ có con em của đại gia tộc tới đây quan chiến, nếu như có thể được bọn họ coi trọng, tiến vào đại gia tộc, vậy dĩ nhiên là phong quang vô hạn. Tổ phong thành tổng cộng có ba gia tộc lớn, phân biệt là Lâm, Nghiêm Cùng Tư Mã, đều có lão tổ tinh thần cảnh đại viên mãn tỏa chấn, như định hải thần châm, uy hiếp tụ phong thành đã hơn trăm triệu năm. Có câu nói thế này, yên tĩnh là một con chó của ba gia tộc lớn, còn hơn làm thiếp của trưởng môn nhân gia tộc nhỏ, có thể thấy được quyền thế của ba gia tộc lớn kinh người cỡ nào sân đấu này chính là ba gia tộc lớn liên hợp xây dựng, bởi vậy nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quấy rối, cũng tuân thủ quy củ của ba gia tộc lớn. Ở phía nam giác đấu trường, một khán đài lăng không đột xuất, như vương tỏa cao cao tại thượng, kia là khán đài thuộc về ba gia tộc lớn, người ngoài căn bản không có tư cách đi vào. Đã từng có võ giả nhật nguyệt cảnh gan to bằng trời muốn đi tới xem, kết quả bị ba gia tộc lớn bắt, lăng chỉ ở ngoài cửa thành, trải qua hơn trăm năm mới miễn cưỡng cắt chết. Ở tụ phong thành, ba gia tộc lớn chính là chân thần không cho nghi vấn. Từng trận giết chóc máu tanh không ngừng tiến hành, hầu như mỗi một chàng đều phân ra sinh tử, cực kỳ tàn khốc. Non nữa ngày sau, cuối cùng đến phiên Đinh Bình lên sân khấu. Đối thủ đầu tiên là một người đàn ông tuổi trung niên, Tu Vi Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, cụ thể là sơ kỳ trung kỳ hay cao hơn liền không biết, ánh mắt người này lạnh lùng, để trần nửa người trên, chỉ thấy cả người có đầy vết sẹo. Điều này đại biểu hắn ở giác đấu trường không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử ác chiến, mà có thể trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy thành công sống sót, sức chiến đấu của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Xin mời, Đinh Bình chắp tay, chương 1432, huyết chiến kiếm tiền hạ. Xoạt, tay của hắn mới giơ lên, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua, trung niên nam tử kia đã khởi sướng xung phong, hai chân dẫm mạnh, thân hình nhảy lên thật cao, hắn giơ trường đao trong tay lên, một ánh hào quang phát ra, cực kỳ chói mắt khiến người ta không kìm lòng được sẽ nhắm mắt lại mà trong nháy mắt như thế đao của hắn đã hạ xuống trực tiếp chém chết đối thủ con mắt của đinh bình bị kích thích quả nhiên nghiêng đầu tránh khỏi con mắt bị thương oanh trường đao vung đến đây là một đòn của sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao vô cùng đáng sợ mắt thấy lưỡi đao sắp chém tới trên cổ đinh bình người đàn ông trung niên kia không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng phải như thế tuyệt không có một người có thể né tránh đao này của hắn thực sự là vận khí ngày hôm nay gặp phải đối thủ quá yếu. Hắn làm thuê ở giác đấu trường, mỗi người ngày phải chiến đấu một trận, bất luận thắng thua đều có thể được thù lao, đương nhiên thắng thù lao hơn xa thua. Đùng, nhưng lúc này, chỉ thấy Đinh Bình đưa tay, chộp vào trường đao, trường đao dừng lại. Cái gì, người đàn ông trung niên kia giật mình, Còn người trường ra, một đao này vung chém là dùng hết thảy lực lượng của hắn, làm sao có khả năng bị người dùng một tay tóm lấy. Cho dù người dùng nguyên lực bảo vệ, vậy năm ngón tay cũng có thể bị chém xuống, sau đó đao thế không dứt, gọt đầu xuống luôn. Đinh Bình khẽ mỉm cười, tiện tay rung lên, người đàn ông trung niên liền bị hắn vung bay ra ngoài, oành, nặng nề đụng vào vách tường. Vách tường này là dùng đá rắn đặc thù của thần giới tạo nên, lại thêm trận pháp, có thể nói dưới tinh thần cảnh không thể phá hoại. Bởi vậy, dưới va chạm này, người đàn ông trung niên kia phun ra tầng một xương máu, trực tiếp ngất đi. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng kế tiếp tiếng vỗ tay như sấm dậy, vô số người lôi kéo cổ họng rít gào, có vài nữ nhân quay về phía Đinh Bình vứt mị nhãn, tác phong lớn mật thậm chí cởi nội y xuống ném vào rác đấu trường. Nếu Đinh Bình nhặt lên nội y của ai, liền có thể cùng chủ nhân cộng độ đêm xuân. Lão nhân sâm không khỏi đỏ mắt, nhiều cái yếm như vậy a, à, hắn cảm giác không cách nào kiềm giữ hai tay của mình, một luồng lực lượng ở trong người chạy trồm, suýt chút nữa hóa thành sói ngửa mặt lên trời thét dài. Ô, tiểu tử này còn rất mạnh a. À. Trên khán đài của ba gia tộc lớn, một người trẻ tuổi da rẻ màu xanh lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn gọi Tư Mã Lâm, đến từ Tư Mã gia tộc, gia tộc này không phải nhân tộc thuần túy, bởi vậy nên da rẻ màu xanh lam. Mà ở Tư Mã gia, da rẻ vượt qua lam, nói rõ huyết mạch càng tinh khiết, Tư Đồ Lâm này chính là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi của Tư Đồ gia. Xác thực, bên cạnh hắn cũng có một thanh niên, tướng mạo đẹp trai đến mức yêu dị, nếu như thay nữ trang, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn là nam nhi thân. Mà hành vi cử chỉ của hắn cũng xác thực rất nữ tính, dùng hai ngón tay nắm chén rượu, nhếch lên lan hoa chỉ, lông mày kẻ cong, môi mỏng, hiển lộ hết quyến rũ. Tuy hoa lan đà không tính cường giả gì, nhưng ở giác đấu trường 39 năm, trải qua chiến đấu không dưới ngàn trận, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tuy hắn cũng từng thua qua, nhưng chưa từng thua chật vật qua như thế. Thiếu niên này, có giá trị bồi dưỡng. Nam tử này là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Lâm Gia, tên Lâm Hiến, tính cách âm nhu, thường có danh xưng rắn độc. Ngồi cùng hai người này là một mỹ nữ, nàng là lệ gia quý nữ, tên lệ nhược đồng. Người này, lệ gia ta muốn, nàng từ tốn nói, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Phương diện giác đấu trường rất nhanh phái ra cao thủ khác, khởi xướng khiêu chiến Đinh Bình. Nhưng Đinh Bình là tồn tại tu gia cực cảnh, bản thân thiên phú dị bẩm, chỉ ở cùng cảnh giới so lực lượng, ngay cả lăng hàn cũng mặc cảm không bằng, mà toàn bộ thiên hạ lại có mấy người tu gia cực cảnh. Liên chiến, thắng liên tiếp. Rất nhanh, Đinh Bình thắng liền 8 trận, cái này không chỉ để khán giả điên cuồng, vẻ mặt của tam tộc trên khán đài quý khách cũng cứng lại. Cái gì, tiểu tử này lại thế chấp 100 vạn chân nguyên thạch. Tư đồ lâm kinh ngạc thốt lên, nếu như Đinh Bình 10 trận 10 thắng, vậy 100 vạn tiền đặt cược sẽ tăng gấp 10 lần, biến thành con số to lớn. Cho dù ba gia tộc lớn thực lực hùng hậu, nhưng muốn kiếm ra 10 ức chân nguyên thạch cũng sẽ thương gân động cốt. Cái tên này cũng quá ác, lại dám cực nhiều như vậy nhất định phải ngăn cản hắn. Lâm Hiến uy nghiêm đáng sợ nói, ngữ điệu âm nhu. Lệ nhược đồng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe, cũng không ai biết lúc này trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Để cửu yêu lên sân khấu, tư đồ Lâm kiên quyết nói, có điều, lệ phí di chuyển của hắn, bên cạnh lập tức có người tập hợp tới nói, là tùy tùng của tư đồ Lâm. Hừ, lệ phí di chuyển cao thì đã làm sao, có thể vượt qua 10 ước sao. Tư đồ Lâm phất phất tay nói, nhanh đi, vâng, thiếu chủ, người kia lĩnh mệnh rời đi. Có điều, người thứ 9 lên sân khấu đánh với Đinh Bình không phải cửu yêu, mà là một người khác, thực lực tương đối bất phàm, đáng tiếc không tu ra cực cảnh thì làm sao có khả năng là đối thủ của Đinh Bình, bị oanh bại nhanh và gọn. Quán quân, thập quan vương, ta sinh nhi tử cho ngươi. Trên khán đài, người người giống như phát rồ, đừng xem chỉ cần thắng liên tiếp 10 chàng. Nhưng người như vậy 10 vạn năm cũng rất khó tìm được một cái, chủ yếu là sẽ gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh luân xa chiến, mà mỗi chiến một trận lại không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, 10 thắng liên tiếp liền trở nên xa không thể chạm. Mà nhìn Ninh Bình mỗi một trận thắng được dễ dàng, nói không chắc hắn có cơ hội thành 10 thắng liên tiếp, cái này tự nhiên khiến người ta điên cuồng. Trận thứ 10, cho mời một trong các quán quân vĩ đại nhất của giác đấu trường chúng ta từ trước tới nay, cửu yêu lên sân khấu. Người dẫn chương trình lớn tiếng kêu lên, thanh âm rầm rầm truyền khắp toàn bộ sân bãi. Cái gì là cửu yêu đại nhân, 70.000 năm qua duy nhất một tên quán quân 10 trận toàn thắng. Hí, cửu yêu, quán quân 7 vạn năm trước 10 trận 10 thắng của giác đấu trường, cũng là thập quan vương duy nhất gần 20 vạn năm qua, có danh sương sơn hà cảnh đệ nhất nhân. Nghe được danh tự này, mỗi người run rẩy nhưng lập tức lại hét dầm lêm, hoan hô anh hùng trong lòng bọn họ. chương 1433, cửu yêu, dưới thanh thế như vậy, ngay cả Đinh Bình cũng lộ ra vẻ thận trọng, chờ mong đối thủ cuối cùng này đến. Rất nhanh, một bóng người ở đường núi hiện ra, là một thiếu niên bề ngoài xấu xí, da rẻ vàng vọt, giống như dinh dưỡng không đầy đủ vậy. Trên người hắn bốc lên khí thức màu đen, có chút giống hỏa, lại có chút như quang, lại nhìn kỹ, thân thể của hắn giống như quang ảnh, tầm mắt có thể xuyên thấu, quái lạ không nói ra được. Nhưng chỉ cần nhìn hai mắt của hắn một chút, phỏng chừng bất luận kẻ nào cũng sẽ thấy lạnh cả người. Ánh mắt thật khát máu, thiếu niên này thật giống như từ trong đám dã thú lớn lên, một đường giết chóc mà sinh, ở trong ánh mắt của hắn ngoại trừ khát vọng đối với máu tươi, thì nhìn không tới bất kỳ sắc thái khác. Ngang, thiếu niên nhìn Đinh Bình rít gào một tiếng, giơ tay phải lên, chỉ thấy trên cổ tay có một thần văn phát sáng, hóa thành một cự lang cao tới ba trượng, cả người bao phủ trong bộ lông màu bạc, có vẻ uy vũ đến cực điểm. Cự lang nhảy ra, giết về phía Đinh Bình, tốc độ thật nhanh, giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền giết tới trước Đinh Bình, há mồm táp tới của hắn. Đinh Bình ngưng quyền, đánh về phía đầu của cự lang. Oanh, một quyền đập xuống, lực lượng kinh khủng xung kích, con sói lớn kia bị đập nát đầu, thân thể cũng theo quán tính bay ra ngoài, oanh. Rơi xuống đất, liên tục lăn mười mấy vòng, nhưng chuyện quái dị xuất hiện, cự lang đứng lên, đoạn gáy cấp tốc mọc ra một cái đầu mới, tựa hồ không mất một sợi tóc. Ồ, lang hàn cũng có chút ngạc nhiên, con lang này là xảy ra chuyện gì? Cửu yêu đưa tay xoắn tay áo, chỉ thấy lại một viên thần văn phát sáng, đùng, ánh sáng phun trào, một con cự hùng máu me xuất hiện, cao tới năm trượng hình thể kinh người một lang một gấu liên tục rít gào sau đó cấp tốc chạy xung kích về phía đinh bình cửu yêu lại kéo áo từng viên thần văn phát sáng từng con yêu thú to lớn xuất hiện trên cánh tay trái của hắn tổng cộng có bốn thần văn trên cánh tay phải là năm tổng cộng hóa ra chín con yêu thú chẳng trách hắn được gọi cửu yêu hóa ra có thể hóa thành chín con yêu thú đây là năng lực hắn sinh ra đã mang theo sao bằng không lẽ nào tên cửu yêu là mới vừa có hay sao chín con yêu thú đều hiện, mỗi một con đều là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, chín con yêu thú liên thủ, hầu như có thể so với cực cảnh sơ kỳ. Đây là lực lượng huyết thống sao? lang Hàn càng ngày càng có hứng thú, chẳng trách người này có thể trở thành vương giả của giác đấu trường, đánh nhau cung cấp, có mấy cái kháng được lực lượng 10 người liên thủ. Có điều, Đinh Bình không phải đại viên mãn đỉnh cao A, mà là cực cảnh trung kỳ. Cho dù cửu yêu là thiên tài lục tinh, nhưng người thú liên thủ cũng chỉ có thể tăng lên một tinh sức chiến đấu, có thể so với thất tinh mà thôi, như thế nào so với sức chiến đấu bát tinh. Đến chiến, Đinh Bình hét lớn, động thân giết về phía cửu yêu. Oanh, 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 chín con yêu thú đón nhận, lại bị Đinh Bình đánh bay, cho thấy lực lượng của hắn hoàn toàn nghiền ép, chín con yêu thú ngay cả tư cách ngăn cản Đinh Bình một lát cũng không có, hắn đã đi tới trước mặt cửu yêu, một quyền oanh kích. soạt một quyền đánh ra, trực tiếp oanh thủng ngực của cửu yêu. Ồ, ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi sáng ngời. Bởi vì cú đấm này nhìn như đánh xuyên cửu yêu, nhưng trên thực tế đinh bình căn bản không có đụng tới đồ vật thực chất, thân thể của cửu yêu lại vụ hóa, nhu không ăn lực. Cửu yêu nhân cơ hội phản kích, hai tay hóa thành móng vuốt, vung về phía yết hầu của đinh bình. Đinh bình hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ quỷ dị như thế, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn, chân phải đạp một cái, mạnh mẽ gảy thân thể trở lại. Soạt, cửu yêu công kích không trúng, nhưng chín con yêu thú lại vào tới, điên cuồng công kích về phía đinh bình. Có y tứ? trên đài cao ánh mắt của ba người tư đổ lâm phát sáng không nghĩ tới cửu yêu còn có món này tại sao thiếu niên kia nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy lẽ nào là tu ra cực cảnh ba người thảo luận mỗi người phi thường khiếp sợ cửu yêu có thể vụ hóa bản thân một chiêu này xác thực kinh người nhưng ninh bình tựa như tu ra cực cảnh vậy thì càng thêm đáng sợ toàn bộ đại xích dương đế triều người có thể làm được điểm ấy là đếm được trên đầu món tay thời khắc này bọn họ cũng động tâm yêu tài muốn thu đinh bình vào dưới trướng đinh bình cùng cửu yêu ác chiến về mặt cảnh giới đinh bình rõ ràng chiếm ưu thế bước vào cực cảnh vậy tương đương với thoát ly phạm chủ sơn hà cảnh nhưng không có đạt đến cực cảnh đỉnh cao lại không thể bước vào nhật nguyệt cảnh mà là xen giữa hai cảnh giới có điều tuy về mặt cảnh giới cửu yêu thua kém nhưng bản thân tuyệt đối là thiên tài lục tinh cùng đinh bình cũng chỉ tranh lệch hai tinh nhưng hắn còn có chín con yêu thú phụ trợ đủ để san bằng một tinh tranh lệch lại thêm yêu thú này không chết tự nhiên càng thêm khó chơi mà bản thân cửu yêu còn có thể hóa sương mù không bị lực lượng ra thân để sức chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ và quỷ dị nhưng bản thân hóa sương mù hiển nhiên cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn không qua mấy lần sắc mặt của hắn liền trở nên trắng xám nhưng vẻ thị huyết trong ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt cái này thật giống như một loại năng lực thiên phú tựa như đinh bình có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cảnh giới nhưng không thể liên tục kéo dài so sánh với nhau cửu yêu tựa hồ càng thêm đáng sợ, không chỉ thân thể có thể hóa xương mù, hơn nữa còn có thể gọi ra yêu thú hư ảnh tác chiến. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người đại chiến, Đinh Bình đánh tới phát điên, dùng tới năng lực đặc thù của hắn, lần này cửu yêu liền vác không được. Bí pháp hóa xương mù của hắn không phải vạn năng, khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, hóa xương mù của hắn cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải, một quyền oanh kích, dư âm rung động, để cả người hắn hỗn loạn, tuy còn có thể khôi phục như cũ, nhưng phải liên tục thổ huyết. Lăng Hàn gật đầu, nếu như chư lực không thể tổn thương, này không khỏi cũng quá biến thái đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trời cao là công bằng, tuyệt đối không có bí pháp khó giải. Đinh Bình đại phát thần uy, từng quyền bạo đánh, cửu yêu liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết liên tục, cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Ngươi, tu ra cực cảnh, cửu yêu nhìn chầm chầm Đinh Bình, trên mặt không có chán trường sau khi chiến bại, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ngay cả vẻ thị huyết cũng giảm bớt rất nhiều chương 1434, cửu yêu bái sư. Không sai, Đinh Bình gật gù, sau đó lại bỏ thêm một câu. Nếu chúng ta cảnh giới tương đồng, ta không có chắc chắn thắng ngươi. Ta có, nhưng cửu yêu một mực chắc chắn. Sắc mặt của Đinh Bình không khỏi tối sầm lại, người con mẹ nó cũng quá không khiêm tốn đi. Hắn cũng không khách khí nói. Đáng tiếc, ngươi không thể bước vào cực cảnh, sau này sẽ vĩnh viễn kém ta một cảnh giới nhỏ, đánh nhau cùng cấp ngươi tất bại. Cửu yêu trầm mặc, một lát sau mới nói ngươi làm sao tu ra cực cảnh cái tên này là ngớ ngẩn sao đinh bình kinh ngạc toàn bộ thần giới lại có bao nhiêu người tu ra cực cảnh e là số lượng này so với hàng hà cảnh còn ít hơn vậy này tự nhiên là bí mật lớn người ta đánh nhau một hồi mở miệng hỏi như thế thật được sao nhưng rất nhanh đinh bình liền hiểu rõ tuy cửu yêu này sát khí ngút trời nhưng bản thân như một tờ giấy trắng căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bởi vậy hắn nghĩ cái gì liền hỏi cái đó không có giả bộ. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, thầy ta chỉ điểm ta rất nhiều, lại thêm chính ta cũng không ngu ngốc, cuối cùng phá tan ngưỡng cửa cực cảnh. Sư phụ ngươi là ai? Cửu yêu ngẩng đầu lên nói, hai mắt lè lè, thật giống như tìm được mục tiêu cuộc sống. Ây, Đinh Bình chỉ vào phương hướng của Lăng Hàn, cửu yêu nhìn lại, nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, đột nhiên tóc đen dựng thẳng lên, cả người nổi ra gà, thật giống như dã thú gặp phải nguy hiểm, không nhịn được làm ra tư thái phòng ngự. Người này, thật mạnh, hắn nói, sư phụ ta tương lai tất nhiên là cường giả đệ nhất thiên hạ. Đinh Bình tràn đầy tự tin nói, khạc, lúc này, có người ho khan một tiếng, đánh gãy hai người trò chuyện, là người dẫn chương trình của giác đấu trường. Trận chiến này, Đinh Bình thắng, chúng ta vì tân quán quân hoan hô, đây là quán quân thứ hai trong 70.000 năm qua. Nhưng Đinh Bình không để ý chút nào, đây chỉ là một thành thị trong đại xích dương đế triều, toàn bộ thần giới có bao nhiêu nơi như thế này mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, tiền đặt cược ta thắng đâu, hắn thúc giục, đây chính là sư phụ dặn dò, xin chờ đợi, bởi vì con số quá lớn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tập hợp. Người dẫn chương trình lau mồ hôi lạnh, người ước chân nguyên thạch A, quá đáng sợ. Có điều, sau đó tiểu tử này còn dám đi ra thành thị sao? Mang theo một số tiền cách xù như thế, ai sẽ không động tâm? Đừng nhìn tiểu tử này ở trong giác đấu trường vô địch, mở ra tiền lệ 70.000 năm, nhưng dù sao cũng chỉ là sơn hà cảnh tùy tiện đến một nhật nguyệt cảnh liền có thể nghiền ép huống chi tụ phong thành có cường giả tinh thần cảnh vậy mau mau đưa tới đinh bình ném ra một câu lui ra nơi so tài mấy người lăng hàn cùng một chỗ trở về khách sạn tiền đặt cược của đinh bình còn chưa lấy tới hiện tại lại tiếp tục hạ tràng chiến đấu tự nhiên không còn ý nghĩa lại nói hiện tại trong túi bọn họ ngượng ngùng chân nguyên thạch chỉ có mấy khối như vậy là dùng để tu luyện cùng thanh toán tiền thuê nhà cầm mấy khối chân nguyên thạch đi đánh cược coi như thắng một ngàn lần lại có bao nhiêu ồ thần thức của lăng hàn nhạy cảm không khỏi lộ ra nụ cười làm sao vậy thiên phượng thần nữ hỏi chút nữa sẽ có một khách tới thăm quả nhiên bọn họ về khách sạn không bao lâu liền có một người đến bái phỏng tản mát ra khí tức đáng sợ trong nháy mắt liền để người trong khách sạn sợ đến sắc mặt trắng bệch suýt chút nữa té xỉu cửu yêu ta muốn bái ngươi làm thầy cửu yêu đi thẳng vào vấn đề nói giống như hắn nói chuyện căn bản sẽ không đi đường vòng. Lăng Hàn không khỏi cười nói, tại sao ta phải thu ngươi làm đồ đệ, cửu yêu sừng sốt một chút, chăm chú nghĩ một hồi mới nói. Ta có thể thay ngươi giết người, cái này, Lăng Hàn không khỏi im lặng, sát tính của thiếu niên này cũng quá nặng đi. Có điều, cửu yêu này cũng thật là một hạt giống tốt, yếu hơn Đinh Bình hai tinh cũng có thể đánh, ngày sau thành tựu tuyệt không dưới Đinh Bình. Hơn nữa, tuy sát tính của cửu yêu nặng, nhưng tính cách vẫn như một tờ giấy trắng, còn có thể chậm rãi giáo dục để hắn không đến mức lạm sát kẻ vô tội muốn bái ta làm thầy chuyện thứ nhất chính là không thể loạn mở sát giới lăng hàn nghiêm nghị nói cửu yêu suy nghĩ một chút gật gù trực tiếp quỳ xuống dập đầu ba cái đệ tử cửu yêu bái kiến sư phụ ta sát ta chỉ nói nếu như muốn bái ta làm thầy còn chưa đáp ứng a lăng hàn thở dài tên đồ đệ này không khỏi cũng quá thẳng thắn đi có điều cái này cũng là một loại ưu điểm hiếm thấy trong thiên hạ người bằng phẳng như vậy đã rất ít được bắt đầu từ hôm nay người chính là đồ đệ thứ sáu của ta chúc mừng sư phụ chúc mừng lục sư đệ đám người trần thủy tĩnh dồn dập chúc mừng cửu yêu nhìn bốn người trần thủy tĩnh một chút không khỏi lắc đầu nói tại sao các ngươi yếu như thế hắn đầy mặt hiếu kỳ rõ ràng là sư huynh của hắn tại sao không đủ mạnh a à? sắc mặt bốn người trần thủy tĩnh không khỏi tối sầm lại tại sao tiểu sư đệ này nói chuyện thẳng như vậy chứ ta nói lục sư đệ, chúng ta người nào dùng một ngón tay cũng có thể chấn áp ngươi, người còn dám nói chúng ta yếu. Giang Dược Phong cười nói, bản thân hắn cũng là thiên tài, tự nhiên khó chịu. Đánh nhau cùng cấp, các ngươi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Cửu yêu bình tĩnh nói, sắc mặt không hề có đắc ý, phảng phất chỉ đang nói một chuyện bình thường. Đáng ghét ga, bốn người trần thủy tính khe cắn răng, cảm thấy phải nên dạy vị sư đệ này biết cái gì gọi là tôn kính sư huynh lăng hàn không để ý tới trò đùa trẻ con của các đồ đệ hắn biết bốn người trần thụy tĩnh là khẳng định có chừng mực chụp 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 cũng không lâu lắm lại có tiếng gõ cửa phòng truyền đến chỉ thấy một tên phục vụ đẩy cửa đi vào trên mặt tất cả là vẻ kính sợ mấy vị khách quan lệ gia đại tiểu thư muốn triệu kiến các ngươi ở tụ phong thành lệ gia lâm gia tư đồ gia chính là hào môn cao cấp nhất ở trong lòng của tất cả mọi người kia chính là chân thần trí cao vô thượng hiện tại lệ gia đại tiểu thư muốn gặp đám người lăng hàn tự nhiên để hắn cảm giác được nghẹt thở. Nhưng Lăng Hàn nở nụ cười nói, há, muốn gặp sao, vậy thì mời nàng tới đây đi. Hầu bàn này nhất thời thất sắc, cả kinh nói, khách quan, kia là lệ gia đại tiểu thư, ta biết, người lui đi. Lăng Hàn cười nói, chương 1435, ai lừa gạt ai. Hầu bàn này mặt đầy ngơ ngác, lẽ nào người này ăn gan chân long, lại dám nói muốn lệ gia đại tiểu thư tới gặp hắn. Hắn dừng một chút mới nói, khách quan, Người đại khái không biết, lệ gia là một trong ba gia tộc mạnh mẽ nhất của bản thành, lệ lão tổ càng là cường giả hiếm có trên đời này, gần như vô địch. Dù sao hạn chế ở tầm mắt, ở trong mắt tên phục vụ này, đại khái ngoại trừ xích diễm đế, chính là lão tổ của ba gia tộc lớn mạnh nhất. Lăng Hàn không khỏi cười to, bất quá hắn sẽ không chấp nhặt với một tên phục vụ, cười nói. Không sao, người ăn ngay nói thật là được, tin tưởng vị lệ đại tiểu thư này sẽ không làm khó ngươi. Hầu bàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi một lát sau tiếng bước chân lần thứ hai truyền đến chỉ thấy tên hầu bàn kia đi vào phía sau theo một mỹ nữ phong thái yểu điệu anh khí bừng bừng có một loại tự tin mãnh liệt chính là lệ gia đại tiểu thư lệ nhược đồng ngươi đi xuống đi lệ nhược đồng nhìn tên phục vụ kia nói tự nhiên đến phảng phất nàng mới là chủ nhân nơi đây vâng hầu bàn cung kính đáp ứng lệ nhược đồng quay đầu nhìn về phía lăng hàn nói ngươi là thủ lãnh của những người này lăng hàn cười còn nói một ít là đệ tử của ta một ít là huynh trưởng của ta làm sao cái này cùng ngươi có quan hệ gì lệ nhược đồng nhìn về phía đinh bình nói lệ gia ta muốn thu người này đây là đệ tử của ta lăng hàn nói đi lệ gia ta hắn sẽ phát triển càng to lớn hơn lệ nhược đồng cường điệu nói há ngươi tự tin như vậy lăng hàn cười nói hắn tu ra cực cảnh phóng tầm mắt toàn bộ thần giới cũng cực kỳ bất phàm ngươi dạy không được hắn Lệ nhược đồng dựa vào lý lẽ biện luật, ta dạy không được, lệ ra ngươi dạy được, lăng hàn cũng không tức giận, lệ nhược đồng lộ ra vẻ ngạo nghế, lão tổ nhà ta chính là tinh thần cảnh đại viên mãn, kinh nghiệm, từng trải đặt ở đó, hơn nữa, lệ ra ta có lượng lớn tài nguyên, đây là ngươi căn bản cung cấp không được. Lăng hàn không khỏi cười to, nói đến cái này mới nhớ, các ngươi còn nợ 10 ước chân nguyên thạch đã chuẩn bị tốt chưa? Nhất thời khí thế của lệ nhược đồng hạ xuống, đúng là đã quên, cái này còn là chủ nợ a. À. Không đúng không đúng, chủ nợ là Đinh Bình, không phải người này. Đôi mắt đẹp của nàng xoay một cái nói. Các hạ không ngại ta cùng lệnh đệ tử nói riêng vài câu chứ. Chỉ cần tiểu tử kia không có ý kiến, ta đương nhiên không ngại. Lăng Hàn nói, lệ nhược đồng tràn đầy tự tin, lấy mị lực cùng tài ăn nói của nàng, chẳng lẽ còn không thể thu phục Đinh Bình. Nàng kéo Đinh Bình, đi ra cổng. Sư phụ, nữ nhân này rõ ràng là đến lừa gạt người, sao người yên tâm để ngũ sư đệ cùng nàng ra ngoài. Trần Thủy Tĩnh vội vã tập hợp tới nói, phải, nàng rõ ràng chính là một con cọp cái ăn thịt người, ngũ sư đệ trẻ tuổi nóng tính, không có trải qua một chút thử thách tình trường, ai, lần này sư phụ ngươi thật phải bồi đệ tử lại còn bồi tiền. Giang Dược Phong cũng nói, thầy cho bọn họ ở chung từ trước đến giờ rất hòa hợp, Lăng Hàn sẽ không bày biện cái giá sư phụ gì, bốn đệ tử cũng rất vị ý, nhưng không có nghĩa là bọn họ thiếu tôn kính với Lăng Hàn. Đúng a, à, ngũ sư đệ còn có 10 ức tiền đặt cược, nếu như nữ nhân này kéo ngũ sư đệ vào lệ ra, Mười ức chân nguyên thạch kia không phải thành lễ hỏi sao. Khang tu nguyên vỗ đùi, như ở trong mộng mới tỉnh. Nữ nhân này, thật âm hiểm, bốn tên đệ tử dồn dập hạ xuống kết luận, từng cái từng cái quá không có ánh mắt, sao không lọt mắt xâm ra chứ. Lão nhân xâm không phục, hắn đại bổ như vậy a, à, phun chút tinh hoa ra liền có thể để người ta kéo dài tuổi thọ, tu vi tăng vọt, làm sao luôn không được tiếp đái. Hắn nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể cho rằng những nữ nhân này không có ánh mắt. Xâm ra, đi bấy người đi. Giang xảo linh chạy tới, một cái liền nắm tròm dâu của lão nhân xâm, một tay khác kéo con thỏ, hiện tại tổ ba người này sống như cá gặp nước, hai cái quấy rối tinh lại thêm một cái gây sự tinh không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày ở trong tụ phong thành dần vặt. Lăng hàn cười còn nói, này ngược lại không nhất định, nói không chắc các ngươi sẽ thêm một em dâu. Giang dược phong không có tự tin nói, sớm biết như vậy, ta nên dạy ngũ sư để chút ít, có bí quyết tán gái độc nhất của Giang thì ta, bảo đảm đại cô nương cô dâu nhỏ gì cũng lập tức bắt vào tay. Thật sao Phong Lang, Dương Đệ ở sau lưng hắn yểu điệu nói. Trong lòng Giang Dược Phong biết nói lỡ miệng, vội vàng nhìn ba vị sư huynh nháy mắt, hy vọng bọn họ thay mình nói chút lời hay. Nhưng chuyện như vậy ai sẽ tham dự? Ba người Trần Thủy Tĩnh chỉ làm như không thấy. Ngươi thật sự có nắm chắc, thiên phượng thần nữ nhìn lăng hàn hỏi. Ha, đừng nhìn tiểu tử đinh bình kia thành thật, trên thực tế hắn quỷ linh tinh vô cùng, chân chính là kẻ giả heo ăn thịt hổ. Lăng Hàn cười lắc đầu, lần này tiểu cô nương lệ ra nhất định sẽ mất cả người lẫn của. Chỉ là buổi tối hôm đó Đinh Bình không có trở về, ngày thứ hai cũng không có, thậm chí ngày thứ ba cũng không có, điều này làm cho bọn người Trần Thủy Tĩnh lắc đầu liên tục, nói sư phụ tính sai, lần này ngũ sư đệ của bọn họ khẳng định tình hãm lệ ra, không rút ra được. Cũng còn tốt, tuy ngũ sư đệ đi làm rể, nhưng mới thu một lục sư đệ, một vào một ra, cũng không có tổn thất. Nhưng đến ngày thứ tư, Đinh Bình dắt lệ nhược đồng cùng một chỗ trở về, nhìn tư thái hai người bước đi liền biết, tuyệt đối là thành chuyện tốt, trong lúc lơ đã ngón tay sẽ đụng chạm, bả vai đụng vào nhau, hiện ra tâm ý ngọt ngào. Thấy cảnh này, ngay cả Giang Dược Phong cũng chố mắt, ngũ sư đệ này cũng quá trâu đi, ngăn ngắn ba ngày liền giải quyết lệ gia quý nữ. Tình thánh A, Đinh Bình không chỉ kéo tiểu tức phụ của mình trở về, còn có mười ức chân nguyên thạch. Hóa ra, ba ngày nay hắn ở dưới sự sắp xếp của lệ nhược đồng, Lui tới ba đại gia tộc, cuối cùng tập hợp toàn bộ người ức chân nguyên thạch. Bởi vậy, sau khi bắt được số tiền lớn này, hắn liền lập tức mang theo lệ nhược đồng trở về. Một khoản tiền lớn như vậy thật phỏng tay A, à, đừng nói hạng giá áo túi cơm, ngay cả trong ba gia tộc lớn cũng có người muốn động suy nghĩ. Oanh, đúng lúc này, có âm thanh to lớn truyền đến, lấy kinh nghiệm của Lăng Hàn đến xem, hẳn là có người phá hoại cửa tường. Đinh Bình, người đi ra cho ta, có người hét lớn chương 1436, quan hệ tam giác. Đoàn người đi ra ngoài, chỉ thấy cửa lớn cùng tường vây của khách sạn đều không còn, ngoài cửa đứng một người trẻ tuổi làn da màu xanh lam, cả người tỏa ra khí thức ảnh hưởng không gian, làm cho không khí cũng đang vặn vẹo. Tư đồ lâm, tư đồ lâm, người dở trò quỷ gì, lệ nhược đồng lập tức quát lên, tư đồ lâm chỉ tay đinh bình nói, tiểu tử này tính là thứ gì, chỉ là một người ngoại lai, chỉ là tiểu nhân vật sơn hà cảnh. Ngươi lại cùng với hắn đánh cho hừng hực, coi ta ở nơi nào. Sách, cái này xem như là một hồi quan hệ tam giác A. À. Bọn người lăng hàn không nói gì, vẫn là trước tiên giao cho người trong cuộc giải quyết đi. Ta cùng ai thân mật, có quan hệ gì tới ngươi? Lệ nhược đồng cũng đúng giận dữ, chẳng lẽ ngươi không biết, hai nhà chúng ta có ý tác hợp chúng ta sao? Tư đồ lâm đè ép xuống hỏa khí nói, vậy thì như thế nào, bổn tiểu thư căn bản không thích ngươi. Lệ nhược đồng quả quyết nói, tư đồ lâm tức điên, Ta nơi nào không mạnh bằng hắn, luận thiên phú võ đạo, ta ở tư đồ ra là huyết mạch thuần chính nhất trăm vạn năm qua, há là tiểu tử này có thể so sánh. Luận cảnh giới, ta đã là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, không mạnh hơn hắn ngàn tỷ lần sao. Luận gia thế, ta một đầu ngón tay còn quý giá hơn hắn vạn phần. Luận tướng mạo, ta anh tuấn tiêu sái, hắn quá phổ thông. Phốc, nghe được câu nói sau cùng của hắn, bọn người lăng hàn không nhịn được cười phun ra. Thật không tốt, da người quá xanh còn khoe khoang anh tuấn cái này thật có chút khôi hài giang dược phong còn rất biết chơi người cố nén cười nói cũng còn tốt người ta chỉ là da có chút xanh tóc không có xanh a à. đáng chết tư đồ lâm giận dữ nhắm giang dược phong đấm ra một quyền quyền lực ngưng tụ thành một vòng tròn hình thần văn ánh sáng óng ánh thiên phượng thần nữ ra tay hơi điểm nhẹ đùng thần văn liền đổ nát nàng là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao thực lực không biết nghiền ép tư đồ lâm bao nhiêu lần sư nương uy vũ Giang Dược Phong lập tức vung tay hô to, con người của Tư Đồ Lâm không khỏi căng thẳng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê say, cô gái này thật mạnh, cũng quá đẹp, để hắn sau khi khiếp đảm là tim đập thình thịch. Hắn thu tay lại, ánh mắt đảo qua nói, các ngươi muốn khai chiến với Tư Đồ ra sao? Tư Đồ Lâm, người còn không đại biểu được toàn bộ Tư Đồ ra. Lệ Nhược Đồng lập tức nói, Tư Đồ Lâm hừ một tiếng, chúng ta kết hợp chính là ý tứ của trưởng bối hai nhà, nhưng người cám dỗ tiểu tử này, cái này không chỉ chọc giận tư đồ ra, ngay cả lệ ra. Cũng sẽ không đứng bên ngươi, lệ nhược đồng hơi thay đổi sắc mặt, gia tộc quả thật có ý gả nàng cho tư đồ lâm, đã làm rất nhiều lần tư tưởng công tác, nhưng đều bị nàng kiên quyết từ chối. Nhưng hiện tại nàng có ý với Đinh Bình, cái này nếu để gia tộc trưởng bối biết, vậy tuyệt đối sẽ tức giận. Không sao, trời sập xuống ta sẽ nâng, Lăng Hàn cuối cùng chen lời nói, nếu ngươi theo Đinh Bình, cũng coi như là đệ tử của ta. Ây, đây là lễ ra mắt, hắn gảy chỉ tay, một bình thuốc bay về phía lệ nhược đồng. Lệ nhược đồng không tự chủ được tiếp được, chỉ cảm thấy lăng hàn nói ra giống như mang theo ý chí vô thượng, nàng chỉ có thể nghe theo. Điều này làm cho nàng cả kinh, bởi vì nàng biết đinh bình thiên phú chắc Việt, không nghĩ tới sư phụ cũng siêu cấp lợi hại. Nàng mở chiếc lọ, đổ ra một hạt đan dược đỏ như máu, phía trên che kín thần văn. Mà đan dược vừa xuất hiện, liền xoay vòng lên, muốn tránh thoát tay của nàng đào tẩu. Cái này, mới đầu lệ nhược đồng cũng không cho là Lăng Hàn sẽ lấy ra thần dược gì, thân là lệ gia quý nữ, nhãn lực của nàng vẫn có, đan dược này sắp muốn thông linh a. À. Thông thường mà nói, ít nhất phải đan dược cấp 10 trở lên mới có khả năng thông linh, nhưng cấp 10 trở xuống cũng không phải không được, nhưng cần là thánh trung đan dược mới có thể sinh dưỡng linh trí. Đan dược như vậy sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi dược lực, ngược lại, bởi vì đã sinh dưỡng linh trí, nắm giữ sức sống, còn có thể hấp thu tinh hoa của thiên địa để dược lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thời gian lâu dài, đan dược có thể hóa thành hình người, đi tới con đường võ đạo, trở thành một cường giả cũng không phải không thể được. Cuồng giã huyết linh đan, nhãn lực của nàng thực không tầm thường, ngay lập tức nhận ra được viên thuốc này, mà điều này cũng làm cho nàng vui mừng khôn xiết, đây chính là thần đan có thể tiết kiệm nàng tu luyện hơn vạn năm. Cái gì, tư đồ lâm cũng khiếp sợ không thôi, cuồng giã huyết linh đan từ trước đến giờ là có tiền cũng không mua được, ngay cả hắn cũng chỉ từng nghe nói có thần đan như vậy, nhưng vô duyên ăn được. Nếu có mấy viên thần đan như vậy, hắn liền có thể sớm mấy trăm ngàn năm đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, có nhiều thời gian hơn đi xung kích tinh thần cảnh. Lệ nhược đồng vừa mừng vừa sợ, cầm đan dược không biết nên nói cái gì cho phải. Còn không mau tạ ơn sư phụ, Đinh Bình lấy khủy tay kích nàng một cái. Đa tạ sư phụ ban ân, lệ nhược đồng vội vã quỷ gối nói. Lăng Hàn phất phất tay, thân là đan đạo đế vương, lại có bảo vật như hắc tháp, hắn không để ý nhất chính là đan dược. Ánh mắt của tư đồ lâm chuyển động, ngưng ở trên người lăng hàn. Mười ức chân nguyên thạch, tiện tay lấy ra cuồng giã huyết linh đan, lại thêm mối hận đoạt thê tử, điều này làm cho hắn sát cơ như sôi. Hừ, hắn xoay người rời đi, hiện tại hắn thế đơn lực bạc, chỉ là lệ nhược đồng liền không nhất định giải quyết được, huống chi còn có mỹ nữ tuyệt sắc kia, thực lực còn trên hắn, lựa chọn động thủ đó là hành vi của kẻ ngu si. Không cần để ý tới, chờ buổi đấu giá kết thúc, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, tuy hắn còn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, nhưng cho dù đối đầu tinh thần cảnh đỉnh cao cũng không phải là không có sức liều mạng. Hiện tại trọng điểm là Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm, đây là Lăng Hàn đã đáp ứng từ lão đầu, mà hắn không phải loại người xảo trá. Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi. một bên Lăng Hàn nghiên cứu đan phương mới, hắn bước vào tinh thần cảnh, cũng mở ra hạn mức tối đa luyện chế đan dược, có thể luyện chế thần đan cấp 9 đến cấp 12. Một bên khác, hắn lấy ra bình linh dịch của Thạch Hoàng, gia nhập lượng lớn chân dược, để hiệu quả trở nên càng thêm chắc Việt. chương 1437 kéo cửu hận. Cái này có thể tăng lên tu vi rất lớn, tuy không khuếch đại như cuồng giã huyết linh đan, nhưng phải biết, hiện tại hắn là tinh thần cảnh, tăng lên một cảnh giới nhỏ liền có thể nhiều thêm ngàn vạn năm tuổi thọ, đối lập, tăng cao tu vi cũng sẽ cực kỳ chậm. Dù sao đây là thần giới, không phải tiên vực, không có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Lăng Hàn cũng không vội, tuổi thọ của hắn còn cực kỳ dài lâu, mà một bước một vết chân, nện vững chắc mỗi cảnh giới đến mức tận cùng, đặt xuống đạo cơ kiên cố, cái này sẽ để hắn sau khi tiến vào tiên vực, có tư cách cùng thiên kiêu nơi đó tranh đấu. Thạch Hoàng chính là hậu đại của Thạch Linh, huyết mạch tinh khiết, bởi vậy, lấy linh dịch từ trong cơ thể hắn cũng vô cùng bổ dưỡng, không khỏi để Lăng Hàn vô cùng nhớ nhung, có phải nên sớm đi tìm vị bằng hữu kia, bảo đối phương cống hiến chút linh dịch không? Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nếu để lão tử của Thạch Hoàng biết, phỏng Trừng hắn sẽ bị đánh thành đầu heo. Mười ngày sau, tu vi của Lăng Hàn vững bước đi tới, nhưng cách tiểu cực vị trung kỳ vẫn xa cực kỳ. Lúc này, buổi đấu giá cuối cùng bắt đầu rồi. Tư Đồ gia, Tư Đồ Lâm cung kính bồi tiếp một thanh niên, đây là một vị quý khách, nếu không phải nơi đây có Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đấu giá, vậy tuyệt đối không thể dẫn hấp hắn đến. Mà Tư Đồ gia cũng trả giá to lớn, mới thu được tư cách chiêu đãi vị quý khách kia. Mà nếu Lăng Hàn ở đây, một chút liền có thể nhận ra, cái gọi là quý khách này chính là triệu khổ. Khổ thiếu, mấy ngày trước ta gặp được một mỹ nhân, dáng dấp thực sự là hoa nhường nguyệt hẹn, có thể nói tuyệt sắc. Trong lòng tư đồ lâm cười âm hiểm, hắn muốn dẫn triệu khổ đi tới chỗ lăng hàn, sắc quỷ này nhất định sẽ nảy lòng tham với thiên phượng thần nữ, vậy triệu khổ cùng lăng hàn tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Há, đẹp bao nhiêu, ánh mắt của triệu khổ không khỏi sáng lên, hắn chật vật trốn về triệu ra, miễn không được bị cha mắng một trận nhưng ai bảo triệu tổ dực chỉ có một đứa con trai như hắn, đương nhiên không nỡ lòng phạt nặng, mà nơi đây có tin tức Thái Nhất Ngọc tùy tâm bán đấu giá, hắn liền hùng hục chạy đến. Món đồ bảo mệnh, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có điều, bị lăng hàn hầu như vơ vét sạch sành xanh, lại bị cha mắng một trận, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu đến cực điểm, bởi vậy, lần này đi ra cũng có ý giải sầu, mà nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, tự nhiên là lựa chọn giải sầu tốt nhất. Bởi vậy, hắn vừa nghe đến hai chữ mỹ nữ liền động lòng, mà đến tầng thứ như bọn họ, mỹ nữ phổ thông tự nhiên không đáng nhắc tới, mà phải sắc ý, hương, vị phải đầy đủ. Bảo đảm để khổ thiếu thỏa mãn, tư đồ lâm vô cùng thần bí nói, vậy còn không mau dẫn bản thiếu đi, chịu khổ không vui, đã có món hàng tốt như vậy, ngày hôm qua lại còn dùng mỹ nữ phổ thông ứng phó hắn, có ý gì a à? Sắc mặt của tư đồ lâm không khỏi biến thành màu đen, người con mẹ nó tốc độ trở mặt không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhưng thứ nhất lai lịch của triệu khổ to lớn, bản thân càng là tinh thần cảnh thứ hai còn phải dựa vào triệu khổ đi đối phó lăng hàn hắn tự nhiên không dám đắc tội hắn chỉ có thể lúng túng nở nụ cười nói tại hạ lập tức mang khổ thiếu đi tìm mỹ nhân tuyệt sắc kia đi 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 triệu khổ hưng phấn lập tức đứng lên người ngu ngốc phế vật tư đồ lâm thầm nói nếu như lão tử của hắn là cường giả hàng hà cảnh hơn nữa còn chỉ có hắn là con trai độc nhất hắn tin tưởng mình tuyệt đối đã bước vào tinh thần cảnh đỉnh cao trên mặt hắn không chút biến sắc dẫn triệu khổ ra ngoài, đi đến phòng đấu giá. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, đoàn người Lăng Hàn cũng có ý nghĩ với Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm. Trên thực tế, ai sẽ không có chứ? Lăng Hàn chỉ mang theo thiên phượng thần nữ, hai người đi tới phòng đấu giá, mục tiêu của bọn họ chỉ là Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm mà thôi, bởi vậy không cần hương sư động chúng. Bắt được Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm, chúng ta liền về hợp ninh tinh, gặp tình nhân nữ hoàng của ngươi sao. Vừa đi, thiên phượng thần nữ vừa nói. Lăng Hàn không khỏi lạnh lẽo một hồi, hung bà nương này vẫn còn ăn dấm. Hắn suy nghĩ một chút nói, trước tiên đến đại doanh thành một chuyến, dù sao đã đáp ứng dạy người luyện chế cuồng giã huyết linh đan, cũng không biết người kia học được chưa. Nữ nhân, thiên phượng thần nữ hỏi, người đừng mẫn cảm như vậy có được hay không? Lăng Hàn cười khổ, cũng thật vừa vặn, bất kể là lâm vũ khởi hay hàn tâm nghiên đều là nữ nhân, hơn nữa còn là đại mỹ nhân. Như lâm vũ khởi càng là thiên kiều bách mị, vừa nhìn chính là đại yêu tinh mê chết người không đền mạng, nếu để cho thiên phượng thần nữ biết, bình giấm này có thể lật trời a à. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình còn gạt ta, thiên phượng thần nữ đưa một tay đến bên hông lăng hàn, nặng nề nhéo một cái. Lấy thể phách của lăng hàn đương nhiên không thể bị đau, nhưng hắn phải giả ra dáng dấp đau cực kỳ nói. Thê tử, nhẹ chút, nhẹ chút, đừng giả vờ giả vịt, thiên phượng thần nữ nghiêm mặt nói, cây hoa tâm đại củ cải này, mình ở thần giới thay hắn thủ tiết, hắn ngược lại tốt, phong lưu khắp nơi, ngẫm lại liền để nàng tức giận. Lang Hàn thấy phụ cận không người nào, liền đẩy nàng vào một hẻm nhỏ, đè đại mỹ nhân lên vách tường, cúi đầu xuống hôn cặp môi thơm của thiên phượng thần nữ. A, à, thiên phượng thần nữ dễ dụa, nhưng rất nhanh bản thân liền lạc lối, chỉ biết kịch liệt đáp lại. Lang Hàn không khỏi cảm khái, sớm biết một chiêu này hữu hiệu như vậy, lúc trước hà tất đi di tích cổ tìm kiếm bí pháp trở nên mạnh mẽ gì chứ. Lưu manh, hồi lâu sau, thiên phượng thần nữ đỏ cả mặt, bộ dáng hung ác hoàn toàn không có hóa thành một vũng xuân thủy lăng hàn cười khà khà nói thê tử lúc nào chúng ta động phòng cốt thiên phượng thần nữ muốn đánh lăng hàn chỉ là hiện tại giá trị vũ lực của nàng đã kém xa lăng hàn bị hắn đưa tay liền tóm lấy nhân cơ hội hôn nồng nhiệt hơn nữa còn dở trò làm cho da nàng nổi lên đỏ sắc mê người lăng hàn không khỏi tâm đáng thật muốn lập tức mang người ngọc này vào hắc tháp thân thiết nhưng nghĩ tới thái nhất ngọc thủy tâm hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế kích động chỉ ôm người ngọc vào trong ngực, chậm rãi bình phục lấy tâm tình khuấy động. Đồ lưu manh, thiên phượng thần nữ nhẹ nhàng đánh hắn. Sao nữ nhân đều thích nói như vậy nhỉ? Chương 1438, tại sao đánh ta? Thường, Lăng Hàn không có ngớ ngẩn đến đi hỏi đối phương, nếu không bình giấm chua này phỏng chừng lại lật trời nữa. Bọn họ rời hẻm nhỏ, tiếp tục đi tới phòng đấu giá, không lâu sau, phòng đấu giá đã ở trước mắt. "Khổ thiếu, đến rồi, đến rồi." Ngoài cửa lớn của phòng đấu giá từ đồ lâm nhìn xung quanh nhìn thấy lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ sóng vai đi tới hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng kha kha chờ chịu chết đi đáng tiếc tiểu tử cướp nữ nhân của hắn lại không có mặt chịu khổ theo ngón tay của hắn nhìn lại lập tức lộ ra vẻ kinh diễm nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi kinh diễm lập tức biến thành kinh hãi hắn tự nhiên nhớ thiên phượng thần nữ quả nhiên ánh mắt của hắn hơi lách qua liền nhìn thấy lăng hàn hàn khí trong lòng nhất thời lan tràn gấp trăm lần cả người sắp muốn đông cứng khổ thiếu cô nàng này không tệ chứ nhưng tư đồ lâm còn không ý thức được chút nào ở một bên dương dương tự đắc nói cái gì không tệ lăng hàn đã đến gần từ tốn nói tư đồ lâm tự nhiên nguyện làm lính hầu hắn đứng trên bậc thang trên cao nhìn xuống chỉ vào lăng hàn nói khổ thiếu coi trọng bạn gái của ngươi ngươi rất may mắn còn không mau đưa bạn gái lên nói không chắc có thể được khổ thiếu trọng dụng cái này tự nhiên là từng từ đâm thẳng vào tim gan dâng nữ nhân của mình lên còn phải làm chó săn cho người, có may mắn như vậy sao? Hả, thật sao? Lăng Hàn cười khanh khách nhìn Triệu Khổ. muội muội ngươi a, à, Triệu Khổ đột nhiên phát điên, nhắm từ đồ lâm quyền đấm cước đá. Hắn đương nhiên phẫn nộ, vừa mới từ trong ma trưởng của Lăng Hàn trốn thoát, nhưng từ đồ lâm lại đẩy hắn vào trong hố lửa. Con mẹ nó, ta và ngươi có thủ oán gì chứ, ngươi lại bẫy ta như vậy. Đánh, đánh không chết tên khốn kiếp ngươi. Triệu khổ vốn là tiêu chí nhị thế tổ, ở toàn bộ đại xích dương đế triều thật không có mấy người hắn kiêng kỵ cái này chỉ là thế lực tinh thần cảnh lại dám hãm hại hắn hiện tại hắn thực có tâm tình đánh chết tư đồ lâm a à, tư đồ lâm kêu thảm thiết hắn đầu đầy vụ thủy lẽ nào ánh mắt thẩm mỹ của triệu khổ khác với tất cả mọi người đại mỹ nữ ở trong mắt người khác với hắn kỳ thực là xấu xí nếu không thì tại sao phẫn nộ như thế chứ khổ thiếu tại sao muốn đánh ta hắn ôm đầu lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể là đối thủ của triệu khổ sinh tử đều ở trong một ý nghĩ của triệu khổ đâu chỉ đánh ngươi bản thiếu còn muốn giết ngươi triệu khổ điềm nhiên nói tên này lại giật dây mình cướp nữ nhân của lăng hàn cái này không phải hại hắn sao bản thiếu cùng ngươi có cửu oán gì a à? oanh 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 tư đồ lâm kêu thảm thiết tuy triệu khổ phẫn nộ nhưng hắn càng oan a à? sao bỗng dưng vô cớ liền bị đánh chứ khổ thiếu ta đến cùng đã làm sai cái gì khổ thiếu hạ thủ lưu tình a à? ta chỉ là vì ngươi tìm mỹ nữ nếu ngươi không hài lòng chúng ta có thể đổi đổi muội muội ngươi a à. trong ánh mắt chịu khổ muốn phun ra lửa lại còn dám nhắc tới chuyện này hắn càng thêm nổi giận nếu có thể hắn dĩ nhiên muốn trời mỹ nữ tuyệt sắc như vậy nhưng then chốt là lăng hàn có bối cảnh sáng thế cảnh ngay cả pháp chỉ của hắn cũng không cách nào lập công sát tinh như vậy làm sao trêu được ngươi tên khốn kiếp này ta muốn lột ra ngươi chịu khổ ra tay đánh người hắn là nhị thế tổ tiêu chuẩn có cái gì sẽ sợ một quyền xuống từ đồ lâm liền tay cụt gãy cốt, chỉ mấy quyền mà thôi, từ đồ lâm liền hoàn toàn thay đổi, cách cái chết đã không xa. Đáng thương chính là, đến hiện tại tư đồ lâm còn không biết tại sao mình bị đánh. Thật oan a, à, dừng tay, trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một bóng người từ lầu hai nhảy xuống, là một lão giả thân hình cao to, nhìn qua 60, 70 tuổi, nhưng thân thể rắn chắc, tinh khí thần cực vượng. Hắn là một vị đại nhân vật của tư đồ gia, tên tư đồ kiến viễn, tuy không phải cấp bậc lão tổ, nhưng bước vào tinh thần cảnh chính là đại nhân vật, hơn nữa còn là đại cực vị, có thể sánh vai triệu khổ. Tiểu bối trong lúc đó giao thủ cũng coi như thôi, nhưng hiện tại hiển nhiên là muốn đánh ra mạng người, bởi vậy mặc kệ lai lịch của triệu khổ lớn bao nhiêu, hắn cũng không thể ngồi nhìn, bằng không người của tư đồ ra ở tụ phong thành bị người đánh chết, sau này còn có mặt mũi gặp người sao. Lão gia hỏa, người cũng dám vung tay múa chân với bản thiếu. Triệu khổ hiển lộ hết tác phong của công tử bột, thế lực không sánh bằng gia tộc hắn, hắn liền dám đắc tội vào chỗ chết. Từ đồ kiến viễn suýt chút nữa tức điên, từ khi bước vào tinh thần cảnh, chưa từng bị người ngay trước mặt mắng là lão gia hỏa a. À. Hắn hừ một tiếng, nói, thả người, hắn cũng biết người như triệu khổ là không thể nói lý, bởi vậy cũng lời lý luận, chỉ bảo đối phương thả người. Nếu như bản thiếu không thả thì sao? Triệu khổ căn bản không thèm để ý, ngoại trừ lăng hàn nắm giữ bối cảnh sáng thế cảnh hắn không đánh được, dư từ tầm thường, vẫn đúng là không có được hắn để ở trong mắt, Coi như là người của Hoàng Thất Đương Triều, hắn cũng không quá kiêng kỵ, không phải là liều tra sao. Vậy chỉ có đắc tội rồi, tư đồ kiến viễn ra tay, tóm tới triệu khổ. Có điều, hắn ra tay rất chừng mực, chỉ vì cứu tư đồ lâm mà thôi. Cũng dám động thủ với bản thiếu, triệu khổ hư lạnh, trên người hắn có hào quang màu bạc lấp lẽ, thần uy lẫm lẫm như thiên thần, phản kích về phía tư đồ kiến viễn. Ngân Long chiến giáp phát uy, vì hắn cung cấp phòng ngự hầu như vô địch, đây là giới hằng hà cảnh không thể công phá. Thực lực của Tư Đồ Kiến Viễn vốn chỉ tương đương Triệu Khổ, hiện tại lại thêm Ngân Long chiến giáp, tự nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái này là bởi vì Triệu Khổ nộp lượng lớn thần khí cho Lăng Hàn, bằng không chỉ cần có một tấm pháp chỉ, vậy trong nháy mắt liền có thể đánh giết Tư Đồ Kiến Viễn thành cặn bã. Cũng còn tốt, Tư Đồ Kiến Viễn không có ý nghĩ chết cắn với Triệu Khổ, hắn cố ý dẫn Triệu Khổ truy kích mình, lại bỏ rơi đối phương, quay về cứu Tư Mã Lâm. Đáng thương Tư Mã Lâm đầy mặt phiền muộn, hắn vẫn không biết tại sao mình bị đánh điều này làm cho trong lòng hắn có oán khí, làm sao cũng không nuốt trôi. Thậm chí, trọng thương như vậy hắn vốn nên hôn mê, nhưng hiện tại lại trợn tròn hai mắt. Nếu không tìm hiểu rõ ràng, hắn thực chết không nhắm mắt a. À. ba Chương 1439, tại sao đánh ta? Hạ, kha kha, Hàn ca, đã lâu không gặp, chịu khổ bắt chuyện với Lăng Hàn, hắn thấy Lăng Hàn không có lộ ra vẻ giận dữ, trong lòng cũng bình tĩnh, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế nhất định phải nhìn chằm chằm tư mã lâm Phốc tư mã lâm phun ra một ngụm lão huyết thì ra là như vậy chẳng trách triệu khổ suýt chút nữa giết hắn người ta đã sớm nhận thức với lăng hàn hắn gây xích mích ly dán như thế khẳng định trêu chọc triệu khổ a à. còn có nhị thế tổ như triệu khổ cũng xưng lăng hàn là ca vậy lăng hàn lại có bối cảnh thế nào làm sao cũng phải là hằng hà cảnh hí tư mã lâm lại muốn thổ huyết chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng không ổn đến thực điểm. Chúng ta rất có duyên a, à. Lăng Hàn cười nói, hắn đối với Ngân Long chiến giáp trên người chịu Khổ là nhớ mãi không quên a, à, nếu như có thể đoạt tới cho Thiên Phượng thần nữ là tốt rồi. Hàn ca cũng vì Thái Nhất Ngọc tùy Tâm mà đến sao? Triệu Khổ cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu như cha hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là con ruột của hắn. Lăng Hàn gật gù nói, ngươi cũng vì nó mà đến sao? Không, không, làm sao có khả năng Triệu khổ liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, hắn nào dám tranh giành với lăng hàn. Ta là tới hộ giá hộ tống thay hàn ca, xem ai dám cùng hàn ca cướp, ta liền đối phó kẻ đó. Không tệ, rất có nhãn lực, lăng hàn cười nói, hai mắt triệu khổ nhất thời tỏa sáng, tuy hiện tại hắn ra vẻ đáng thương, nhưng nếu như cùng lăng hàn tạo mối quan hệ, chẳng phải hắn có sáng thế cảnh ở sau lưng chống sao. Vậy toàn bộ đại xích dương đế triều, hắn không phải có thể hoành hành, muốn giết ai thì giết, muốn ngủ ai liền ngủ sao. Suy nghĩ một chút, liền để hắn kích động, Hàn ca, xin mời, Triệu Khổ cung kính dẫn Lăng Hàn Tiến vào phòng đấu giá. Tư Đồ Kiến Viễn nhìn hai người biến mất, lúc này mới nhìn về phía Tư Đồ Lâm quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Lâm chỉ cảm thấy cực kỳ oan ức, hắn làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Sự tình một mực vừa vặn như vậy, hắn tiêu tốn đánh đổi to lớn 10 triệu khổ theo, vốn là muốn mượn lực, kết quả lại tự đánh mình một bạt tai. Phế vật, về gia tộc hảo hảo tỉnh lại đi. Tư đồ kiến viễn hừ nói, nếu bởi vậy đắc tội triệu khổ, bị triệu gia ghi hận, vậy sau này tụ phong thành sẽ từ ba gia tộc lớn biến thành hai đại gia tộc. Tư đồ lâm nào còn dám lên tiếng, chỉ ỉu siêu chán trường rời đi, vừa đi, khắp toàn thân đều có thịt nát rơi xuống, huyết chảy đầy đất, thảm về đến nhà. Trong phòng đấu giá, triệu khổ như tiểu đệ, mang theo lăng hàn tiến vào một gian phòng khách. Cái này kỳ thực là của tư đồ lâm, bây giờ lại bị triệu khổ mượn hoa hiến Phật cho lăng hàn. Nếu tư đồ lâm biết mà nói, tất nhiên sẽ phun mấy ngụm máu, miễn cưỡng thức chết cũng không phải là không có khả năng. Trong bao xương, triệu khổ có thể nói là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rõ ràng thiên phượng thần nữ ở bên cạnh, nhưng hắn không có nhìn một chút, quả thực so với chính nhân quân tử còn muốn chính nhân quân tử, để ra mặt của lang hàn có chút co rúm, con mẹ nó cũng quá biết trang đi. Không lâu lắm, bán đấu giá bắt đầu, lang hàn không có hứng thú với những vật khác, lần này là đặc biệt nhìn chằm chằm thái nhất ngọc thủy tâm, bởi vậy, hắn vẫn nhắm mắt, mà chịu khổ thì ở một bên thao thao bất tuyệt nói, cực kỳ lấy lòng. Các vị, sau đó bán đấu giá, chính là Thái Nhất Ngọc Thủy Tâm. Người bán đấu giá lớn tiếng nói, lập tức liền nhen lửa nhiệt tình của tất cả mọi người. Giá quy định 50 triệu chân nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn ngàn vạn. 50 triệu, triệu khổ lập tức lớn tiếng kêu lên, cha ta là triệu tổ dực, ai dám tranh giành với bản thiếu. Vị nhị thế tổ này cực kỳ hung hăng, vì nịnh nọt lăng hàn, hắn thật là liều mạng a. À. Cái gì gọi là bán đấu giá? Vậy dĩ nhiên là mọi người cùng nhau cạnh tranh, người trả giá cao được. Nhưng chịu khổ ngược lại tốt, vừa lên chính là lấy lão tử đập người, cái này không khỏi để rất nhiều người lộ ra vẻ giận dữ, hận không thể đấm hắn ra ngoài, làm sao có thể bá đạo như vậy. Nhưng Lăng Hàn lại mỉm cười, có một nhị thế tổ sông pha chiến đấu như thế, hắn đúng là có thể hoa ít tiền nhất mua được thái nhất ngọc tùy tâm. Hừ, bán đấu giá là xem ai nhiều tiền, không phải liều tra. Trong một bao xương, có người lạnh lùng nói, 60 triệu, hắn tăng giá, thật can đảm, ngươi là cái dễ hành nào, có dám báo tên hay không? Triệu khổ tức giận đến kêu to, hắn đã báo lên tục danh của lão tử, nhưng đối phương còn dám không nể mặt hắn, đây là nghiêm trọng khiêu khích hắn A. À. Nói thật, triệu đại thiếu gia ở đại xích dương đế triều thật không có sợ ai, cho dù cháu ruột của xích diễm đế đến, hắn cũng dám vỗ bản với đối phương. Cô ra, cô thiếu vân, trong bao xương truyền tới một âm thanh ngạo nhiên, tư thái hung hăng không kém chịu khổ chút nào. Cô, lẽ nào là cô ra kia, đã từng cùng tạ tiền tịnh xưng cô đại tướng quân, đế quốc song hổ. Khẳng định, nếu không như vậy, làm sao có niềm tin đấu với triệu gia. Tất cả mọi người dồn dập nha lên, biểu hiện trên mặt rất phân chấn. Nếu như bọn họ nhất định không mua được thái nhất ngọc tùy tâm, vậy dĩ nhiên hy vọng thứ này bán đấu giá càng cao càng tốt, như vậy trong lòng của bọn họ mới cân bằng. 70 triệu, triệu khổ vô cùng tức giận nói, đối phương cũng có bối cảnh hàng hà cảnh, vậy chỉ ít có thể không cần kinh sợ hắn, để hắn vô cùng khó chịu. Xem ra, lấy lão tử ép người là không thể, chỉ có thể liều tài lực. Hàn ca ngươi yên tâm lần này, ta mang theo 200 triệu chân nguyên thạch, nhất định có thể thay hàn ca bắt thái nhất ngọc vì tâm. Hắn lời thề son sắt, lang hàn mỉm cười, hắn không thích chiếm tiện nghi của người, nhưng loại nhị thế tổ này là ngoại lệ, lúc trước dám động suy nghĩ với thiên phượng thần nữ, nếu không phải trên người hắn còn mặc ngân long chiến giáp, thì sớm đã hồn quy hoàng tuyển rồi. Hiện tại nếu tên này muốn nịnh hót, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là nếu ngày sau đối phương biết vô tương thánh nhân chỉ là một cái thủng rỗng, có thể tức giận đến thổ huyết hay không. Ngẫm lại cũng có thể, làm tiểu đệ, mất đi thần khí, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. À. Có điều, thật đến ngày đó, nói không chắc Lăng Hàn đã bước vào hàng hà cảnh, trực tiếp hủy đi ngân lòng chiến giáp, đưa hắn lên đường.